Ok, mình sẽ bắt đầu lại nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi nói chuyện của mình. Thì mình xin giới thiệu, đây là một chuỗi các buổi sự kiện chia sẻ kiến thức về phúc lợi động vật được tổ chức bởi Phòng Phúc lợi Động vật thuộc Tổ chức Động vật Châu Á. Thì bọn mình đã cùng nhau tổ chức được rất là nhiều những cái buổi chia sẻ khác nhau với những cái chủ đề khác nhau, như là cách cứu hộ động vật hoang dã này, hoặc là những cái khả năng nhận thức và cảm xúc của động vật. Nên là nếu như các bạn muốn xem lại những cái video đó bọn mình thì các bạn có thể lên trên kênh YouTube Animal Welfare Team để xem lại những cái buổi chia sẻ đấy nhá. Còn quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề, một buổi nói chuyện rất là đặc biệt và cũng gần gũi với bản thân chúng mình hơn. Đó là chủ đề về cứu hộ và chăm sóc chó mèo. Thì người đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay đó là mình xin giới thiệu đầu tiên là chị Phạm Khánh Quỳnh đến từ Nhận nuôi thú cưng Hà Nội Pet Adoption, chị Lê Hà Ninh đến từ Yêu động vật Quảng Bình, chị Nhung đến từ Yêu động vật Đà Lạt và chị Trần Uyên Như đến từ Cứu hộ chó mèo Sài Gòn Tham. Thì rất là cảm ơn các chị đã nhận lời để tham dự vào buổi chia sẻ của bọn em ngày hôm nay. Thì nếu như các bạn có cái câu hỏi gì thì các bạn có thể để lại trong một hộp chat để bọn mình biết nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn buổi ngày hôm nay nhé. Chị Tata để giúp em cái spotlight diễn giả nhé. Thì ok, đầu tiên thì em các chị bật camera lên hộ em được không ạ? Chị Nhung ơi. Trong lúc đó thì em xin mời các chị giới thiệu một chút về mình cũng như là trạm cứu hộ của mình được không ạ? Em xin mời chị Quỳnh trước nhé. Em xin mời chị. Chị ơi, chị nhớ mở mic lên nha chị nhé. Được chưa? Được rồi ạ. Chị là người thành lập nhóm Hà Nội Pet Adoption ở ngoài Hà Nội. Bọn chị đang có khoảng 300 bé chó mèo. Thế thôi ạ. Biết. Chị giới thiệu một chút về bản thân mình đi ạ. Chị sinh năm 92, nhóm chị thành lập từ năm 2015 đến hiện tại. Hiện tại thì nhóm đang có hai cái nhà chung, một nhà chung chó và một nhà chung mèo. Trước đấy thì công việc cá nhân của chị là làm thiết kế đồ họa, thì hiện tại thì chị đã nghỉ và tập trung toàn bộ cho nhóm. Thì em xin mời chị Ninh ạ. Tiếp theo. Chào mọi người, thì mình sinh năm 86, năm nay cũng gần 40 rồi. Cái nhóm này em không bắt Quảng Bình của mình, thực ra cũng chỉ có hai vợ chồng mình từ lúc mới bắt đầu đến giờ, nên thật sự là cũng có nhiều để mình giới thiệu. Nhóm mình được thành lập từ năm 2012. 2012 là cái khoảng thời gian mà đó là cái mốc rồi mình nhớ thôi, tại vì cái khoảng thời gian đó là bắt đầu mình bắt đầu đưa chó mèo hoang ở ngoài chợ về nuôi. Còn trước đó thì trong nhà bao giờ cũng có chó mèo, thì cũng khoảng tầm tầm 8-10 bé. Nhưng mà sau cái mốc 2012 là mình đã lấy chồng, và lúc đó là được cái sự ủng hộ của chồng đó. Thì mình bắt đầu cho chó mèo hoang ở chợ ăn và dần dần đưa về nhà để chăm sóc. Thì hiện tại chỗ mình có 78 bài chó, 78 bài chó và khoảng mèo thì khoảng hơn 100. Cái số lượng mèo nó cũng đấy, tại mình cũng không có đếm, nhưng mà nó khoảng tầm tầm hơn 100. Thì hiện tại chó và mèo ở đấy đang được sống trong một cái khuôn viên khép kín, ra là chúng cái chợ này cũng tương đối ổn định. Đây là đất của gia đình thôi.
chỉ có một cái một cái chó và mèo được sống trong một khu riêng, còn ngoài ra thì tụi mình cũng có chú thêm một số cái động vật khác như là bò, heo, dê, khỉ, một số động vật hoang dã. Mà động vật hoang dã thì thường mình sẽ bàn giao cho các trung tâm và các trung tâm về động vật hoang dã. Ví dụ như ở đây thì có ngoài hoang dã cả làng, còn chó mèo thì được tìm chủ dần dần nhưng mà cũng ế lắm. Thưa kéo anh chị, em xin phép mời chị Như được không ạ? Chào mọi người, mình là Vinh Như. Hiện tại mình là trưởng trạm của hội chó mèo Sài Gòn Tham. Và Sài Gòn Tham hiện tại thì có hai cơ sở, là gồm có một chỗ là ở quận 6 và một chỗ là ở Bình Chánh. Thì về số lượng chó thì là có 105 bé chó và hơn 200 bé mèo. Ngoài ra thì còn có gà, vịt, heo, rùa, thỏ và rất là nhiều loại động vật khác. Hầu như là các bé đều bị một vấn đề nào đó, ví dụ như là bị bạo hành hoặc là bị gãy cánh và một số cái tật khác nữa. Thì có một số bạn chuột về cũng như là một số bé là do mình gặp ngoài đường và mình đã đón về chăm cho tới giờ. Hiện trạm thì có mình và chồng là người sẽ chăm lo chính cho các bé. Ngoài ra thì trạm vẫn có thêm được 5 bạn tình nguyện viên hỗ trợ, trong đó là có 2 bạn chuyên về thú y để lo về các bệnh cho các bé khác. Dạ vâng, cảm ơn chị. Cuối cùng là em xin mời chị Nhung ạ. Chị Nhung ơi. Chị Nhung ơi, chị có nghe được em nói không ạ? Hiện tại tài khoản yêu động vật Đà Lạt chưa có join audio á, cho nên là có thể không nghe được âm thanh của bên mình đâu. Thường nhắc đại diện bên yêu động vật Đà Lạt coi lại kỹ thuật đi. À vâng, chị Tata nhắn riêng của em được không ạ? Để em nhắn riêng rồi nhưng mà anh chị ấy không có trả lời ấy. À vâng. Vậy anh Thanh nhắn giúp em nhé. Em cảm ơn anh. Rất cảm ơn các chị đã giới thiệu một chút về bản thân mình cũng như là về trạm cứu hộ của mình. Thì em thấy là mọi người, em rất là ngưỡng mộ mọi người vì đã có thể vận hành lên được những cái trạm cứu hộ động vật lớn như vậy và có thể có khả năng quản lý rất là nhiều, chăm sóc cũng như là cứu hộ rất là nhiều chó mèo như vậy. Trong những cái trường hợp từ trước đến nay của bên mình nhá, bên mình đã thành lập được rất là nhiều năm rồi, thì bên mình đã có cái trường hợp cứu hộ đáng nhớ nhất của các chị là gì ạ? Các chị có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Em xin mời chị Quỳnh trước nhá. Chị ơi, chị lại mute mic, chị lại tắt tiếng rồi ạ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất thì chắc là chị có những cái như là kỷ niệm buồn nhất hoặc là vui nhất. Kỷ niệm buồn thì sẽ là những cái bé mà mình đã mất công sức, ví dụ như là hàng tháng trời để mình chăm sóc, hoặc là mình nghĩ bé đấy không thể sống được và cuối cùng là bé đấy đã khỏi và tìm được chủ mới. Nhưng mà cái người chủ mà mình tìm ấy, thì họ lại mặc dù là mình tìm chủ, mình đã phỏng vấn rất là kỹ, nhưng mà sau đó thì họ vẫn để cái bé chó đấy hoặc bé mèo đấy bị đi lạc, hoặc là bị câu trộm, bị bắt mất. Và hoặc là mình đơn giản chỉ là mới ở chăm sóc tạm thời thôi, nhưng mà người ta đã để bé chó đấy bị câu mất rồi, và có một số người thì không hề báo cho mình. Thì mình cảm thấy nó rất là buồn, rất là đau lòng, bởi vì là mình đã bỏ ra rất là nhiều thời gian để mình mong muốn là cứu được nó, và cái bước cuối cùng là tìm cho nó một gia đình, và cuối cùng lại thành giống như là mọi công sức của mọi người đổ sông đổ bể. Còn kỷ niệm vui thì cũng rất là nhiều, bởi vì là có những bé mà mình nghĩ là sẽ không tìm được chủ bởi vì bé bị liệt hay là bị khiếm khuyết một cái điểm nào đấy,
thì sau đấy thì có những người họ sẵn sàng họ nhận nuôi và họ chăm sóc, và họ, cái bé đấy nó trở lên xinh đẹp hơn rất là nhiều. Khi mà mình cứu thì chỉ là thời giai đoạn đầu thôi, nhưng mà khi nó bé về nhà chủ thì bé phục hồi hoàn toàn và vui vẻ hạnh phúc và khỏe mạnh hơn, thì mình thấy rất là hạnh phúc, bởi vì là mình có động lực, bởi vì mình đã làm thành công một những cái ca như vậy thì mình sẽ có động lực để mình làm tiếp những ca cứu hộ tiếp theo. Còn thật ra thì đáng nhớ với chị thì không có cái gì là nhất cả, nó chỉ thiên về khi mà mình cứu thành công thì mình sẽ rất là vui hạnh phúc, còn những cái kỷ niệm mà khi mà mình cứu hộ thất bại thì nhắc lại lúc nào mình cũng buồn, cũng rất là đau lòng. Thế còn chị Ninh thì sao ạ? Thì nói chung là đã làm cứu hộ thì ai một sẽ có những cái gì mình cũng được buồn, sẽ có những cái trường hợp đáng nhớ, nhưng mà chắc đáng nhất vẫn là những cái trường hợp mà buồn, tại cái chuyện buồn thì nó rất là khó quên. Giống như trường hợp của Linh thì là con tố thì nó rất là ngoan, nó rất là ngoan, rất là hiền, rất là trung thành, nhưng mà chỉ với mỗi mình chồng của Linh thôi. Thì kiểu như là cái lúc mà tụi Linh phát hiện ra tố là tố bị chủ báo hình, nói chung là đỉnh cho đến mức mà không có đứng dậy được, tụi mình cứ tưởng là bị gãy chân hoặc là bị liệt luôn rồi ấy. Và nó rất là hung dữ, không có ai đồng lực tới hết á, thì mọi người mới bảo tin. Thì lúc đó chồng mình tới, lúc đó là đã dùng được một cái vợt, cái bàn bảo tin nhá, đã dùng được một cái vợt bắt nó đưa vào một cái phòng rồi. Thì chồng mình tới á, cho nên ngồi nói chuyện về nó một đêm, hơn một đêm, nghĩa là bắt đầu từ chiều hôm nay đưa cơm vào cho nó, nói chuyện đến sáng hôm sau, tầm 9 giờ sáng hôm sau khi nó theo chồng mình đi, nó tự động đứng dậy và theo chồng mình đi. Và về tới nhà thì lúc đó mình không nghĩ nhiều, chỉ là vô tình thôi, vô tình thì mình mới giỡn với chồng, thì mới bổ vai chồng, mà cũng may là lúc đó nó đang bị xích, nó bay đến nó tạt mình, nó cắn mình. Cái thái độ rất là hung dữ. Lúc đó mình phải thử lại một lần nữa là mình vỗ vai trong mình một cái nữa thì nó lại nhảy lên nó một cái liên tiếp, là mình hiểu nó đang muốn bảo vệ trong mình. Sau đó là tiếp theo, sau đó những ngày sau đó, cái khoảng thời gian sống cùng thì nó chỉ có đi theo nghe, ví dụ như nghe vào phòng ngủ thì nó sẽ ngủ ở cửa phòng, Nghiêm đi ra vườn thì nó sẽ đi theo ra vườn. Ở chúng là ông Nghiêm, chỉ cần ông Nghiêm đi ra khỏi nhà, nó sẽ ra tới cổng và nằm chờ để lúc mà Nghiêm về. Nhưng mà có cái nhược điểm mà nó rất là hung dữ và không có tiến được, nên không có chích ngừa dài được cho tố. Sau đó thì năm 2018 nó có cái biểu hiện là bị dài, mắt đỏ, chảy dài và không nhìn ra Nghiêm nữa. Nghiêm tới gần thì nó cắn Nghiêm luôn. Thì lúc đó nói chung là tụi mình cũng không biết xử lý như thế nào hết, tại vì nó sống chúng nó có một cái quan hệ chẳng như vậy, tất cả khả năng là nó đã lấy dài cho một cái đứa nào đó. Và mình cần phải, lúc đó mình rối lắm, không biết là phải làm như thế nào cả. Thì sau đó nói chung là mọi người sẽ hiểu được cái áp lực mà mình phải chịu trách nhiệm cho, không phải là một hay hai con chó nào mà rất là nhiều chó nào cả. Thì mình buộc phải trợ tử cho tố. Lúc đó là cái tố nó không còn nhìn ra ai hết nữa, nó không còn biết là ăn cái gì nữa, nó không chỉ là ăn cả cái dẻ vào trong bụng, cái dẻ rất là to luôn. Và mình buộc phải trợ tử cho tố. Trong mình là người làm việc đó, thì sau đó rất là lâu đó, thì em vẫn không còn quen được cái nghe rõ, chắc
chắc có lẽ thì cái kỷ niệm buồn nhất là về tố thôi. Vâng, cảm xúc vẫn còn dâng trào à chị? Thế có kỷ niệm này tố mình đều có cảm giác rất là có lỗi với tố. Dạ vâng, thế vậy thì ôi vâng, thế vậy thì chị có thể kể chuyện vui ra để vui lên một tí được không ạ? Thì chuyện vui thì rất là nhiều lắm. Ví dụ như vì trong nhà thì nó có nhiều đứa nó cũng rất là kỳ quái. Nó như ví dụ như con mưa nha Nính, thì mưa là một con mèo đi chuột ở trong một cái quán nhậu ở Hà Nội. Lúc đó là Nính về quê trong có việc rồi ghé qua Hà Nội khoảng một ngày á, thì lúc đi ngang qua một cái quán nhậu ở trên đường Phủ Phong Phan, đi nhìn thấy một cái lồng có chứa ba con mèo, thế nhưng cứ nghĩ là chỉ có ba con mèo. Thì ở đây ai cũng biết Nính không phải là thích ra quần nhiều chuột chó mèo ghê, nhưng mà vấn đề ở chỗ là mình nhìn thấy rồi mình không thể ngồi lỡ được. Vậy là dừng lại, lúc đó Nính đang có bầu em bé gào sau cung, lúc đó Nính mang được 6-5 tháng, bụng to lắm, để đi vào quần nhiều. Nính mới hỏi là bây giờ mèo là 1 cân bao nhiêu? Ông chủ nhìn lại, 1 cân là 120. Thì Nính mới nói là không, ở bé cháu mèo thịt này 1 cân chỉ có 80 ngàn thôi, bây giờ cân 80 ngàn thì bán xong. Ông này nói chung là cũng kia keo cũng khá là lâu đấy, kia keo một lúc lâu thì ông mới lối hai con mèo khỏe khá là con mưa và con nắng, hai con mèo rất là đẹp đó. Ông hỏi có mua luôn hai con này không, thì mình mới kêu là không, em mua mấy con này về thịt ở nhà chuẩn bị có việc, mua về ăn cho vui, nhưng mà hai con này bán rẻ thì em mua luôn. Xong ông đó ông mình nói là con này con mèo kỉnh, ông đòi 2 triệu này, là con mứa, là có một con mèo ếch lông dài. Thì Nính mới kiên quyết là không, bây giờ em mua con này về cho mèo cho con em nó chơi thôi, chứ con em không có thích mấy mèo. Bây giờ 1 cân 80 ngàn cân hết. Khi kéo hôi thì ông nói chị bạn là mèo 1 tỷ 80 ngàn, à đâu, mèo hình như lúc đó là trả giá là 100 ngàn, chó 180 ngàn. Xong rồi đi ra khỏi cửa thì thấy mấy con chó nó đứng ngay. Thì ông hỏi còn một chó luôn không? Thì, dạ không, bây giờ em đủ tiền nhưng mà chó một chỉ bao nhiêu? Thì ông nào cũng nói là 101 hay là bao nhiêu đó không nhớ. Nhưng không nhớ đó. Xong Ninh ngủ mình trả giá là chó quê con là chó thịt này là 1 tỷ 60 ngàn chó hơi thôi. Bây giờ bán như vậy là đắt lắm, mà không có tiền, hết tiền rồi. Cái khi kêu một hồi thì trả giá cả chó và mèo là 6 triệu. 6 triệu là bao gồm nắng mưa và 4 con mèo và 3 con chó. 4 con mèo và 3 con chó là trong đó có con mưa này. Con mưa là con mèo ếch lông dài mà nó rất là kỳ quái. Về nhà mình nó chỉ cần ai đó để một cái gì đó lên cái tấm phản ở trong nhà, nó sẽ treo lên nó đại ngay. Nhiều khi khách tới vừa để cái giỏ xuống nó bay lên nó đại luôn. Còn trong ba con chó chuột về từ Hà Nội á, thì có con bé là giống chó bé bỉ á, nó cũng rất là khôn. Nó vừa mới gặp Nghiêm ngày hôm nay, thì hôm sau là bạn theo Nghiêm và ngồi xe từ Hà Nội về tới Quảng Bình, và sau đó là nó giống như cố, nó chỉ khác cái là nó thân thiện hơn một chút thôi. Và bất kể mà chỉ cần mà Nghiêm đi đâu là nó sẽ đi theo sau lưng, rất là quấn, rất là thương Nghiêm. Trong mắt chỉ có Nghiêm thôi. Chúng cảm thấy như kiểu là phải tới để bù đắp cho con ấy đó. Có vẻ như là anh Nghiêm chồng chị có một cái vibe gì đó rất là khiến cho chó mèo yêu quý. kiểu như vậy đó. Vâng, thế chị Nhung thì sao ạ? Chị Nhung bật mic lên nha. Vâng.
Chị Nhung ơi, chị đang tắt mic đấy ạ. À, như vậy chị Như trước nha, chị Như ơi. Okay. Thật sự là mỗi bé ở bên trạm mình thì đều sẽ có một cái kỷ niệm khác nhau, và bé nào thì Như cũng thương và cũng rất là quý trọng. Nhưng mà về cái kỷ niệm buồn thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều, về một số bé mà Như cứu về mà không thể cứu chữa, hoặc là cưng chiều, hoặc là cái ban đầu mà Như tiếp nhận trạm thì không biết cách để mà chăm sóc cũng như là ngừa bệnh, khiến cho rất là nhiều bé bị bệnh care. Đầu tiên là bị care, sau đó là bị bạch vô. Và sau hai đợt đó thì Như đã mất đi hai bé chó mà Như thương nhất. Là bé Đốm, là bé Đốm với lại một bé là bé Luna, là hai bé mà Như cứu từ lúc mà gọi là đang hấp hối ngoài đường á. Khi mà chữa bệnh xong mấy bé khỏe lại bị bệnh như vậy nữa thì đợt đó là Như đã phải ôm xác của bé suốt 3 ngày để mà có thể làm gọi là giống như là có lỗi á. Xong rồi đợt đó cũng may mắn là chồng của Như cũng nói là nếu như mà bây giờ em bỏ thì anh sẽ bỏ luôn. Thì sau đó mình qua hút xác cả bầy thôi, thì Như mới tỉnh dậy và nghĩ là nếu như mà bây giờ mà Như bỏ thì chắc chắn là lúc đó là còn khoảng 50-60 con chó và mèo luôn. Thì giờ chắc chắn là mấy bé sẽ chết, nên Như bắt đầu là phải tỉnh dậy và lo cho tụi nhỏ hơn. Và từ từ lần đó thì Như đã cố gắng để mà, Như đã hứa với bé đó là cho dù là bất cứ bé nào mất thì Như cũng sẽ không khóc quá nhiều và không được buồn quá nhiều, để có thể là vẫn tinh thần và lo cho các bé. Còn về chuyện vui thì chắc là về bé mà Như đang chăm là bé An. Thì trong đợt giãn cách COVID này thì đợt đó là có anh công an cũng nhắn cho Như về một bé chó là bị bỏ ngoài đường và đi kiếm ăn rồi bị đánh tới liệt liệt sống lưng. Thì Như rất là xót và phải nhờ ảnh là dùng xe công vụ. Như gọi là giống như là một cô bé mà được tới ba anh chàng cảnh sát rất là đẹp trai và đi xe công vụ chở tới tận trạm luôn. Và lúc đó bé bị liệt rất là nặng, nhưng mà Như cảm thấy là không biết sao tự nhiên cảm giác cũng như là bé có bầu. Thì theo như anh cảnh sát nói thì từng đưa bé tới bác sĩ và bác sĩ nói là nên trợ tử bé vì bé bị liệt và không có chủ, nhưng mà anh xót quá nên mới đưa qua cho Như. Thì Như đã chăm sóc bé cho tới giờ thì may mắn là bé có thể đi lại được, và sau một tháng chờ thì bé sinh ra 9 đứa nhỏ rất là dễ thương, đáng yêu lắm. Và Như cảm thấy là đó là cái lần mà Như cứu được nhiều bé nhất, mà trong sự bất ngờ luôn, vì không nghĩ là cứu một bé mà có thêm được 9 bé chó con nữa. Và hiện tại thì 9 bé chó con là đều đã được triệt sản, chích ngừa và cũng đã tìm chủ mới rồi. Riêng bé An thì Như giữ lại vì thực sự là bé còn hư quản với con người và chỉ tin tưởng với các bạn ở trạm thôi. Vâng. Thì như chị Như cũng đề cập ấy, thì bên các chị sẽ trong lúc cứu hộ sẽ phải gặp rất là nhiều những cái trường hợp cứu hộ thương tâm đúng không ạ? Chị và các bạn tình nguyện viên bên mình ạ, thì không biết là các chị đã làm như thế nào để có thể cân bằng lại cảm xúc của mình để tiếp tục công việc này ạ? Tại vì ví dụ như em thì cũng mới bị mất một bạn mèo ấy ạ, thì em chưa đủ dũng cảm, em chưa có thể vượt qua được để nhận nuôi một bé khác ấy ạ. Thì không biết là các chị, đối với các chị sao, các chị đã làm gì để có thể cân bằng được cảm xúc của mình ạ, để không ảnh hưởng, để không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của mình nhá. Nhưng mà chị như tiếp tục ạ. Thực ra là để cân bằng thì rất là khó luôn. Thật nhiều khi là bị stress rất là nặng. Và cái lần mà Như mất một bé chó cưng của nhà là lúc đó Như chưa tham gia vào trạm, và Như từng nói là Như sẽ không nuôi bé nào hết. Nhưng mà chắc cái đó là quyền rồi, vì nói con là không nuôi bé nào hết, nên bây giờ thành ra là nuôi 400 đứa. Thì Như chỉ nghĩ là đầu thì Như muốn là dành tình cảm cho bé của mình, nhưng mà sau này thì khi mà Như hiểu ra nếu mà Như không nhận bé nào hết thì sẽ có một số bé không có chủ, cũng như một số bé sẽ bị bỏ rơi rất là thương. Tới lúc mà thật sự là khi mà mấy bé mất á, mặc dù là Như đã cứu nhiều ca rất là nặng rồi và nhiều bé mất rồi, nhưng mà
mỗi lần có cà bé nào mất thì cũng phải khóc một chút, dù là đã hứa là không được khóc quá nhiều. Vì có một chị là nói với Như là nếu mà Như cứ liên tục khóc và liên tục buồn thì tụi nhỏ sẽ nghĩ là tại tụi nhỏ mà Như buồn thì tụi nhỏ sẽ không cố gắng nữa. Và Như mới quyết định là cố gắng hơn và mạnh mẽ hơn để có thể lo cho tụi nhỏ. Vâng, rất là dũng cảm. Thế còn chị Quỳnh thì sao ạ? Chị thì thật sự là chị không vượt qua được. Và chị đã dùng thuốc trầm cảm được khoảng 2 năm rồi. Chị vẫn đang dùng. Nếu mà chị không duy trì thuốc thì chị sẽ bị cảm giác nó như bị nó dễ bị căng thẳng, bị hoảng loạn, hoặc là nó rơi vào cái trạng thái mà mình không thể kiểm soát được. Ban đầu thì mình cũng không nhận ra đấy là một cái triệu chứng của bệnh trầm cảm, nó như kiểu stress. Thì cũng đi khám rất là nhiều, rồi cứ nghĩ là tại vì hồi đấy mình ăn chay trường, thì mình nghĩ là mà mình có ba mấy cân thì mình nghĩ là hay là mình bị suy nhược, nên là nó ảnh hưởng đến cơ thể. Xong đấy thì cũng phải ở nhà ăn uống bình thường vì bố mẹ rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi mà mình tăng cân, tăng đến cả chục cân thì cái tình trạng đấy nó không giảm và càng ngày nó càng nặng. Trước đấy cũng có một số bác sĩ bảo mình đi khám, họ bảo là đi khám thần kinh. Thì bản thân mình chưa bao giờ biết đến cái việc mà đi khám thần kinh, và mình cứ nghĩ đơn giản là họ bảo mình đầu óc có vấn đề, nghĩ là bảo mình bị thần kinh, là mình cũng nhất quyết mình không đi khám. Nhưng mà khi mà mình không thể chịu đựng nữa và mình nhập viện quá nhiều và không rõ nguyên nhân nữa, thì mình bắt buộc mình phải đi khám thì mới biết được chính xác là mình bị gì. Và trong đấy thì uống thuốc, nhưng mà cũng phải qua ba cái bệnh viện thì mình tìm được cái thuốc nó phù hợp với mình, mà mình uống mình cảm thấy nó cân bằng cảm xúc và mình thấy nó bình thường lại được. Còn hiện tại thì mình cố gắng mình chấp nhận được cái việc là mình không thể cứu hết được tất cả. Ngày xưa thì cũng nhận ca rồi đi cứu hộ điên cuồng lắm, mặc dù nhóm chỉ có hai đứa thôi, nhưng mà cũng gần như là ca nào cũng nhận rồi ca nào cũng đi, kể cả chuộc rồi là gì đó thì có tiền thì cũng đi. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ cân nhắc và mình sẽ chọn lọc hơn, bởi vì là cái việc mà đôi khi mình cứu bé này lại là hại bé khác. Giống như là chị từng nhận hai bé ở lò mổ về, thì không ngờ là hai bé đấy có cái mầm bệnh ho cũi chó, cái đấy tiêm phòng rồi vẫn lây được, nên là đã lây cho cái nhà chung chó. Nói chung là cái lại đúng được giãn cách nữa, nên là phải mang thuốc về tự tiêm. Thì bị mất hai bé cứu cũng khá là lâu rồi, cũng phải được hơn một năm rồi. Thì một bé là liệt bốn chân, nuôi được 2 năm thì bé đấy lây ho và bé đấy chết. Một bé là một bé cúm nó khỏe mạnh bình thường thôi, nhưng mà xong bé đấy cũng mất. Thì đó, mình cứu được hai bé nhưng cuối cùng thì mình cũng mất hai bé. Nên là mình đôi khi mình phải cân nhắc giữa cái việc là mình chăm được bao nhiêu và số lượng như thế nào để mình chọn lựa cho phù hợp. Mình không thể ôm đồm tất cả, và mình cũng chấp nhận cái việc là mình phải từ chối một số ca cứu hộ mà mình cảm giác là mình không thể đảm bảo, mình không thể lo được cho các bé. Và khi các bé chết thì mình cũng suy nghĩ là mình đã làm hết sức có thể rồi. Rất nói thì dễ thôi, bởi vì là bản thân thì vẫn phải đang dùng thuốc để điều trị. Còn làm thì chắc là nó rất là khó. Không biết là mọi người có ai có bị tình trạng tương tự không. Còn bản thân chị thì trước đấy là bị từ 2015 là đã có dấu hiệu rồi. Nhưng mà phải tầm hơn 2 năm sau thì bắt đầu càng ngày nó càng nặng, thì bắt đầu mới phải đi khám về thần kinh và phải dùng thuốc. Thì hiện tại thì vẫn chưa dùng được. Nó chỉ là giảm liều thôi. Nó giảm giống như là mình uống nhiều loại thì bây giờ mình còn 2 loại, nhưng mà bác sĩ bảo chưa dừng được thì mình cũng không dám ngưng. Thì hy vọng là khi mà mình tâm lý mình vững vàng hơn thì mình có thể dừng được cái thuốc đấy. Đó. Thế còn chị Ninh thì sao ạ? Mình thì thật ra sau mỗi lần mà có một cái một trường hợp là nó mình không chịu được, mà nhất là những cái đứa mà mình thật
rất là nhiều tình cảm của nó. Ví dụ như nhìn từng bạn là con đó, chăm thì lúc như ngón chân cái, mà cho đến lúc nó ăn được thôi, không biết bao nhiêu đêm thức dậy mỗi tiếng, mỗi hai tiếng thì cho sữa thôi, chăm như một người mẹ vậy đó. Thì mà chết thì thật ra thì cái cảm xúc nó không bao giờ thay đổi cả. Nhưng mà có một lần mà đi khóc nhiều quá, đến lúc mà ông chồng nếu nói là bây giờ vợ mà khóc nữa là chồng sẽ đuổi mấy chó mèo ra khỏi nhà và không phải cho vợ tiếp tục công việc này nữa. Lần đó là đi khóc cũng ba ngày hơn 3 ngày nữa, cứ nằm ở trong phòng khóc miệt ra. Một bầy 10 đứa, không phải là một bầy mà nhiều bầy. Trong cái thời gian mèo nó sinh sản nhiều lắm, người ta mang tới cửa người ta vứt toàn những con mèo mà như mà chân cái nhỏ nhỏ mới sinh được 1-2 ngày, con kia khôi như lũ nữa, người ta mang tới mình chăm đến lúc mà ăn dầm được rồi, vậy mà nó cứ đau, nó cứ chảy rồi nó chết dần dần, nó chết không còn một con nào hết. Đau lòng tới cái mức mà khóc miệt vậy đó, không nghe ăn cơm luôn. Cái ông chồng mày dùng cái bài là bây giờ vừa mà con khóc nữa là chồng sẽ đuổi chó mẹ ra khỏi nhà mà không cho làm cái việc này nữa. Làm việc để mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy vui thôi, chứ mà làm việc để mà đến mức mà trầm cảm nó như thế này là không có được. Vậy là mình phải từ dậy, ông không đưa đồ ăn vào phòng nữa, nhưng mà từ dậy phải từ lấy đồ ăn ăn xong rồi từ để chúng ăn từ ngược lại tinh thần của mình. Vậy sao mỗi lần như vậy á thì mình là từ nhủ là mình phải cố gắng để mà lo cho những đứa con lại. Nói chung là cũng chỉ dựa vào cái ý chí của mình đó, chứ còn thực ra thì cái cảm xúc không bao giờ thay đổi cả. Vâng. Thế là cũng rất là khó để mình có thể cân bằng lại cảm xúc của mình, đúng không ạ? Thế trong lúc các chị mới thành lập các trạm cứu hộ ạ, thì vì những cái ảnh hưởng như thế thì liệu gia đình hoặc là gia đình các chị hoặc là người thân bố mẹ có phản đối cái việc các chị tiếp tục công việc này không ạ? Tại vì nó rất là ảnh hưởng đến bản thân của mình ạ. Thì không biết là bố mẹ hoặc là người thân của các chị có phản đối các chị tiếp tục cái công việc này không ạ? Em xin mời chị Quỳnh, tại vì chị Quỳnh biểu hiện rõ ràng nhất ạ. Sao? Cái việc này thì thật ra lúc đầu chị từ bé đến lớn thì từ lúc nhỏ đến lúc học đại học thì tuổi thơ chị chả có cái gì gắn liền với cả chó mèo cả. Tức là xung quanh cũng có tiếp xúc với chó mèo nhưng mà bản thân mình không có một chút tình cảm nào cả. Thật ra ước mơ của chị ngày còn nhỏ thì là muốn có một cái ngôi nhà, xong rồi chị mang mấy ông bà cụ, mấy ông bà già về chăm, vì trông những ông bà cụ rất là thương. Nhưng mà cái hồi bắt đầu học đại học thì em gái chị nó có mang về một em mèo. Và xong đấy thì nhưng mà nó không chăm sóc, nhưng nói chung là nó chỉ là vui thôi, còn mình là người chăm sóc chính. Và sau đấy mèo bị ốm và mình bắt đầu mình có tình cảm với nó, thì mình thương những con mèo khác ở ngoài đường và mình biết tới nhóm cứu hộ và mình hỗ trợ. Lúc đấy thì nhà mới có một mèo thôi, nhưng mà khi mà mình tham gia nhóm cứu hộ rồi mình cứu những cái bé xung quanh nữa, bắt đầu nó đông lên, rồi là mình bắt đầu nuôi giấu ở trong nhà từ một đứa rồi lên đến 10 đứa rồi 10 mấy đứa ở trong phòng rồi. Nhưng mà mình vẫn phải đi làm nữa nên là mình cũng không đảm bảo là chăm tốt 100%, nhưng mà tại vì mình thương ấy, để nó ngoài đường thì mình không chịu được. Và thì cũng có xung đột với bố mẹ. Rồi cái hồi mà mình còn làm cứu hộ ở một nhóm khác là từ năm 2014 đến 2015, trong khoảng 2 năm đấy thì làm một cách điên cuồng và chưa bao giờ dám nhận một đồng lương hay là một cái số tiền hỗ trợ nào từ nhóm, bởi vì mình nghĩ là nhóm cứu hộ không có tiền và mình sợ là việc mà mình lấy tiền của nhóm cứu hộ như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến các bé. Và khi đấy thì mình đi làm lương mình cũng thấp thôi,
đi làm, gọi là vừa đi học vừa đi làm thì chỉ có 2-3 triệu mà vẫn ủng hộ nhóm rồi mua đồ các thứ này nọ. Còn ở nhà thì bố mẹ thì gần như là thấy mình đi làm đi học mà. Khi mà đi làm thì đi tầm 8 giờ 7 giờ nhưng mà về thì cứ 9-10 giờ mới về đến nhà. Xong rồi là tiền nong thì cũng không hỗ trợ được gia đình một phần nào hết. Và bố mẹ nói mình rằng là coi chó mèo là bố mẹ với cả ăn cơm nhà vác đồ vào hàng tổng. Thì cũng cãi nhau đến đỉnh điểm là mình đi khỏi nhà. Mình bố mẹ đuổi nhưng mà chỉ nói thôi, nhưng mà mình đi thật. Thì mình qua trạm cứu hộ ở và đi làm. Nhưng mà xong đấy thì cái nhóm cứu hộ đấy họ chuyển qua một cái nhà chung, nó phải nói là như một cái nhà ma ấy. Thì mình cũng không thể kham được, mình không thể ở được và chó mèo của mình cũng không thể ở đấy được, nên là lại xách đồ các thứ đi về. Thì nhưng mà đến khi mà chị lập cái nhóm riêng này rồi thì thật ra mình cũng không nói với bố mẹ đâu, nhưng mà khi mà mình có một cái khoản chi phí, hồi trước là chị đi làm nhưng mà làm được khoảng 2 năm thì nhóm ổn định hơn thì chị tập trung làm cho nhóm và chị dừng lại cái công việc cá nhân lại. Thì mình có một cái nguồn thu nhập, mình phải trả lương cho tình nguyện viên và có một cái khoản thu nhập cho bản thân mình nữa, thì mình lo được cho các bé chó mèo ở nhà mình phụ giúp được bố mẹ. Và mình nhờ bố mẹ, trước đấy là chị thuê cái nhà chung chó ở một cái khu rất là xa và chị không quen biết ai cả, đã thế còn bị lừa nữa, thì lúc đấy phải nhờ bố là tìm giúp người để làm bảo vệ và chăm sóc cái khu nuôi các bé cún đấy. Thì may quá là bố lại quen biết những cái người dân ở cái khu vực đấy. Và xong đấy thì bố cũng tham gia xây dựng rồi là giúp đỡ hoàn thiện cái nhà chung đó. Thì dần dần thì hai bố con hiểu nhau hơn, rồi bố cũng cùng làm đi vận chuyển chó mèo, rồi đi cứu hộ. Và mình cũng mang chó mèo về nhà thì mẹ cũng không gay gắt như ngày xưa nữa. Và dần dần thì đồng ý cho mình nuôi. Bây giờ phòng của chị vẫn có 5 bé mèo, 3 bé mèo Nhật với cả một em chó. Rồi ở tầng dưới cũng có chăm sóc những cái bé mèo chăm tạm thời để chờ tìm chủ nữa. Thì gia đình không gay gắt như ngày xưa nữa. Nhưng mà đúng là cái hồi trước thì mình hơi bị tiêu cực quá. Mình làm một cách điên cuồng và mình không quan tâm đến gia đình hay là mọi thứ xung quanh. Thì cái điều đấy xung đột, thật ra thì bố mẹ mình cũng không sai, mình cũng chỉ mong muốn điều tốt thôi. Nhưng vấn đề là khi mà mình chưa lo được cho bản thân mình và mình không lo được cho gia đình mà mình cứ ôm đồm cái việc đấy đó, khi mà mình ốm ấy, mình bị bệnh ấy, và mình trầm cảm các thứ này kia, thì cuối cùng thì cũng chỉ có bố mẹ mới đưa mình vào viện lo cho mình và chăm sóc mình. Thì là cái hồi đấy ốm thì bố mẹ cũng rất là bực mình và ngăn cấm. Nhưng mà khi mà mình khỏe lại thì mình vẫn quay lại, mình tiếp tục làm. Thì mọi người thì cũng ủng hộ hơn, với cả là cũng thấy như kiểu mình là có nghiệp hay sao thôi. Kiểu đi đâu thì cũng gặp chó mèo. Cũng khoảng thời gian vào Đà Lạt với chị Nhung, có gặp chị Nhung cách đây chắc phải không biết là chục năm chưa. Nên hồi đấy là muốn đi chùa để cho tâm lý nó thoải mái với cả là nhẹ nhàng hơn các thứ, thì vừa mới lên đã gặp hai con mèo sữa lại bắt về coi như là công cốc. Rồi cuối cùng là đấy là lần đầu tiên gặp chị Nhung ở Yêu Động Vật Đà Lạt. Mình nghĩ là bố mẹ thì đều thương mình thôi, thì khi mà mình ổn định được tất cả mọi thứ thì bố mẹ hiểu được thì bố mẹ sẽ ủng hộ mình, thì không gay gắt như ban đầu nữa. Vâng, thế là bây giờ bố mẹ chị cũng đã ủng hộ chị công việc này rồi đúng không ạ? Em nghĩ là chắc là có thể là do cái cách mình thuyết phục bố mẹ cũng rất là ảnh hưởng đến cái quyết định của ông bà đối với mình. Vâng, chị Nhung ơi, chị có nghe thì em nói không ạ? Chị vào rồi đúng không ạ? Chị vào rồi. Dạ vâng. Nghe chị nói không? Dạ có ạ. Chị dạ vâng. Rồi. Nhưng mà chị bấm được cái mic rồi á, nhưng mà chị chưa biết tiếp theo, nhưng mà nói được, nghe được là mừng rồi. Thế chị bật camera lên được nữa không ạ? Ở đâu nữa? Chị lên bằng điện thoại hay bằng máy tính hả chị? Máy
điện thoại em. À, thế chị ok rồi. Ok, chị đang ở shop luôn ạ. Vâng, vâng. Thế cảm ơn chị đã nhận lời tham dự buổi nói chuyện này của bọn em. Thì bọn em cũng đã qua một vài câu hỏi rồi. Vâng, thế thì xin chị trả lời hộ em bọn em câu hỏi đầu tiên của bọn em, đó là chị có thể giới thiệu một chút về trạm cứu hộ của mình để cho các bạn biết được không ạ? Trạm cứu hộ của chị thì nó bình thường thôi, nhưng mà vấn đề là tại vì khi mà mấy bạn kia mới đầu mấy bạn thành lập chứ không phải là chị, thật sự là không phải là chị, tới hồi mà mấy bạn thành lập xong cái chị là người hỗ trợ, ví dụ như mấy bạn gặp khó khăn gì thì chị hỗ trợ, tự nhiên cái tụi nó bắt đầu là kéo vô làm admin hay gì chị cũng chưa biết cái gì hết, cái tụi nó dần đứa thì xuống Sài Gòn, đứa rút ra, cuối cùng còn mình chị. Thì nói chung là chị cũng quay quay mà. Rồi bắt đầu khi mà chị bị cứu, nó cứu quá nhiều cái chị bị đuối. Có nghĩa là một mình cứu rồi một mình chăm, nó bị đuối quá ở Đất Đà Lạt này. Mà kêu gọi triệt sản luôn này kia thì chị phải đi tìm đủ cách hết. Xin lỗi. Xong cái tới cái lúc mà chị nghĩ ra cái vấn đề là cứu mình không thể cứu hết, chị đặt nặng cái vấn đề nhất, quan trọng nhất của chị là kêu gọi triệt sản. Thì bắt đầu là chị kêu gọi triệt sản, chị làm, chị tổ chức, thì bác sĩ ở Đà Lạt không ok rồi mọi thứ, nói chung là từ từ chị làm thì chắc mọi người cũng đã hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ tới ngay cái bước mới đây nhất là chị mời bác sĩ Trang, chị nói miết bác sĩ Trang lên. Thì chị dễ dàng hơn là hồi đó chị tổ chức từng tháng bác sĩ lên rồi kêu gọi mọi người tới triệt sản, ai khó khăn thì hỗ trợ. Nhưng mà bây giờ thì bác sĩ lên luôn thì nó tiện cho mình. Nhưng mà bây giờ phát hiện ra là nó có nhiều cái vấn đề, ví dụ như về thuốc men, về bác sĩ cứ hơn tí khuyên bé này an tử bé kia, là ung thư phải an tử mà cuối cùng đi chỗ khác thì những bé khác nó phải, mấy đứa bé đó đều khỏe, hoặc là có nhiều ca chết mà bị sốc thuốc hay gì, cái chị tìm hiểu ra sốc quá thì chị đang ngưng hỗ trợ, chị đang kêu để từ từ tìm lại bác sĩ. Chứ chị thì đặt nặng bên chị là chị quan trọng hơn cái vấn đề triệt sản, nhưng mà chị vẫn cứu vậy thôi. Thì chị thấy mọi người cứu nhiều khi nhiều quá, cái họ chăm, ví dụ như chị thấy cái cách mọi nơi thì nó nhiều quá, tìm nhà hay là ví dụ như nó nhiều quá thì mình chăm không tốt thì tội các bé. Thành ra cái gì thì gì, chị vẫn đặt nặng cái vấn đề triệt sản hơn. Vậy thôi em. Vâng, cảm ơn chị. Thì em thấy hiện nay thì các trạm cứu hộ cũng rất là kêu gọi mọi người triệt sản cho chó mèo. Tại vì nó cũng tốt cho sức khỏe của chó mèo, cũng hạn chế cái việc chó mèo bị bỏ rơi ạ. Thế nên là em cũng mong, bọn em cũng chính bọn em cũng kêu gọi cũng và cũng viết rất là nhiều các bài viết đăng lên trên mạng để kêu gọi mọi người hãy triệt sản cho chó mèo. Thế thì bây giờ em xin phép quay lại về cái câu hỏi về cái việc bố mẹ và người thân của mọi người có ủng hộ mọi người tiếp tục những cái công việc của mình không? Tại vì vì những cái ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như tâm lý mà mình đã phải chịu đựng được ấy ạ, và mình đang phải chịu đựng. Thì em xin mời chị Như tiếp theo được không ạ? Thật ra thì chắc chắn là không có bố mẹ nào đồng ý cái việc là con gái cứ đi lo việc từ thiện mà không lo việc công việc của mình, mới là công việc gia đình. Thì ban đầu thì Như cũng bị như vậy, và khi mà Như tham gia vào trạm thì Như phải giấu ba mẹ luôn. Nhưng mà dần dần rồi sau này thì Như cũng tạo điều kiện để có thể là lôi kéo ba mẹ qua trạm để mà gặp tụi nhỏ. Và khi mà ba mẹ thấy được cái cảnh mà Như cũng mấy bé đang hấp hối, đang bệnh tật rất là nặng, sau đó là các bé được chữa trị và vui vẻ hơn, chạy nhảy quậy tung tăng hơn, thì ba mẹ cũng hiểu và cũng đồng ý phụ giúp như phần nào. Thì hiện tại thì mạnh thường quân của trạm, trong đó là có bao gồm cả ba mẹ của Như, gia đình của Như cũng như là gia đình của trạm Như nữa, thì mỗi tháng thì
mọi người đều cùng hỗ trợ chi phí để lo cho tụi nhỏ. Nhưng mà chỉ có một đợt gần đây là ba mẹ la làng và ba mẹ đòi làm kêu như là đừng có làm công việc này nữa vì thật sự là nó quá nguy hiểm, là do như cứu một bé chó và như ôm bé, với lại có là do một phần là do như bất cẩn nên ôm bé và nói chuyện những bé gần quá làm cho bé cắn thì gọi là xúc một miếng da ngay cái mặt. Và đợt đó là không dám nói ba mẹ biết, chỉ có thể là nhà chồng chở vào bệnh viện để có thể mai thẩm mỹ lại là 30 mấy mũi vì bị lủng sâu vào cơ hàm. Sau khi mai xong rồi mới gọi ba mẹ và ba mẹ giận lắm. Ba mẹ kêu là thôi đừng làm nữa tại vì công việc này thật sự là không thể gọi là công việc luôn mà nó quá nguy hiểm đi, với lại chiếm thời gian của Như rất là nhiều. Nhưng mà khi mà Như giải thích rõ hơn thì ba mẹ cũng hiểu và ba mẹ nói là nếu muốn tiếp tục thì phải nghĩ cách như thế nào để mà dạy cho bé chó nó lại. Thì lúc đó Như chỉ biết một điều thôi, tức là Như có thể là dùng tình cảm để cảm hóa bé đó. Và tới giờ hiện tại là bé rất là đáng yêu, không còn cắn ai hết. Mặc dù trước đó là tất cả các bạn trong trạm đều đã từng bị cắn, chỉ có Như là bị cắn mạnh nhất. Thì Như cảm thấy vui vì ngoài từ nhỏ hiểu Như ra thì còn có ba mẹ, có gia đình hiểu Như và là hậu phương vững chắc cho Như nữa. Vâng, em thấy rất là nhiều trường hợp mà bố mẹ thì mới đầu rất là phản đối, nhưng mà sau khi mang chó mèo về hoặc là sau khi nhìn công việc của mọi người thì đã quay ra và ủng hộ, thành hậu phương vững chắc cho mình luôn. Cũng như là bố mẹ em trước cũng không thích chó mèo đâu, nhưng mà em cố tình em mang về thì rồi cũng phải hầu hạ nó thôi. Thế còn chị Ninh thì sao ạ? Ninh thì trong nhà Ninh tính mà chưa lấy chồng thì có hai xe, là Ninh phải bán một xe là chơi với chó này, nấu cho chó ăn này, ngủ với mèo này, chúng là hai cha con. Ninh làm này còn mẹ thì mẹ cũng không phải là chó mèo, nhưng mà bắt mẹ dọn dẹp những cái dù như bắt dọn phấn hay là bắt tắm rửa là mẹ không có làm, mẹ không làm. Hai cha con tự làm, tự nuôi tự làm đấy đó. Thì là lúc đó là nhà đang còn nghĩ mẹ không có ý kiến gì hết đó, nhưng mà sau này để trông thôi á, mình nói chó mèo đi quá nhiều. Này bắt đầu có ý kiến là vì cái nhà của Ninh ở ngay chờ mà. Nhà ngay chờ thì nó nhỏ lắm, nó không có nhiều diện tích như là hôm xưa nhà ở quê, nhưng mà nhà Ninh cũng được khoảng 100 m². Thì lúc đó là Ninh tình dùng cái không gian ở phía bên ngoài, Ninh mang những cái lông, cho Ninh làm những cái lông chạy quánh trên nhà vậy đó, để cho tụi nó có cái chỗ đi lấy. Thì mẹ Ninh mày nói là nó ngủ nhiều đó, mẹ chỉ giúp được, mẹ cũng phản ứng nhiều lắm. Nhưng mà lúc đó thì ba vua mới mất được 2 năm, cho nên là Ninh cũng nói là mẹ căn ngăn chịu chịu được. Ở lại với mẹ không có mẹ ở nhà, mình mẹ cũng buồn luôn. Kiểu để cho mẹ đi tour, đi chơi cho thoải mái thôi. Nhưng mà mẹ hề cứ đi thì thôi, mẹ về là mẹ phải căn ngăn về chuyện chó mẹ. Sau mẹ cứ nói là thôi đừng nuôi nữa này nọ, nhưng mà Ninh có hỏi lại mẹ là bây giờ không nuôi nữa thì biết chuyện ở đi đâu. Mẹ bảo là cho ai họ nuôi, cho mỗi người một con hai con. Thì Ninh không chịu, Ninh nói là bây giờ cho người ta là bị người ta chăm, nhưng Ninh không như là để cho nó đi lung tung rồi chó mèo nó cũng lớn rồi á, không phải nha. Thì cái mâu thuẫn của hai mẹ con cứ như vậy âm ỉ dần dần nghe qua ngay vậy đó. Nó không còn, nó không phải là những cái trận cãi vã nữa, nhưng mà mình vẫn luôn nói hôm nay vậy đó, là luôn luôn là mẹ thẳng cái việc là mình mang chó mèo về và ra chơi cho chó mèo hoang ăn. Thì ở cái đỉnh điểm là một hôm đi nâng cho con mèo sữa uống sữa, và chồng Ninh lúc đó đi làm về thì đang chơi với con cho Ninh. Lúc đó là con bé Nhiên mới được 7 thì chồng mới chơi với con mà Ninh cho mèo sửa. Mẹ đi đâu về, mẹ bảo là vứt con mèo đi.
lúc là mình hơi hơi bị ngạc nhiên, những kiểu cảm giác không biết đi có một cái gì đó nó bị sốc ấy, mình muốn hỏi gì vậy đó. Xong vậy hôm sau cũng là mình lại chuyển về trong, rồi là tại bây giờ mình chuyển ở ngoài sống, ngày lại không ưa như vậy đó, thì tôi mình chuyển ở ngoài sống. Thế là ngày hôm sau hai vợ chồng đi tìm đất để thuê, tìm nhà để thuê, nhưng mà thật ra thì nhà mà mình tới đó mình chuyển tới một số lượng cỡ mấy lớn như vậy, không ai cho thuê hết á. Thì tìm mãi thì có một cái nhà đó mới có một cái mình đất để không, và có một cái nhà cũ ngày xưa người ta xây, người ta để hoang cũng phải hai mấy năm nữa, mình cũng mới nhìn nó sập xê lắm. Họ cho thuê đất đó, họ đồng ý cho mình xây dựng ở trên đất đó. Và ở cái nhà hoang đó, ở cái nhà nó cũng là dột nát, tập này cũng là nó rất là nhỏ luôn. Cái lúc đó chuyển nó thì tôi nghĩ này là lúc là lần ấy là bị vợ kể hay kể phát đạt là hai là được đâu 4 tuần đấy đó. Thì chuyển đi thì được bao nhiêu tiền là trả tiền thuê đất cho người ta luôn, đi mua nợ vật liệu, mua nợ gạch, mua nợ xi măng cả, đã về để xây thêm một cái ổ rồi để cho mẹ mẹ con ngủ, rồi xây thêm một cái chuồng để cho chó cho mèo. Là chúng là cái khí mà lúc đó chắc mẹ cũng không nghĩ đến mình sẽ chuyển ra ngoài đột ngột như vậy, cho nên mẹ cũng buồn. Hai mẹ con dần nhau đến tầm 5 năm sau mình mới nói chuyện lại với mẹ. Cái mâu thuẫn nó cứ như kiểu là lúc mà mình chuyển ra ngoài thì mẹ dần là biết rằng là mẹ nói là nó có chỗ mẹ không nè. Thì mình lại nói là mẹ không hiểu con này, bây giờ từ nhỏ đến lớn con thì nó là như vậy thôi, mà mẹ không hiểu, mẹ không hiểu được cho con đặc kiểu. Thì hai mẹ con nghĩ như vậy đó, rồi không còn nói chuyện được với nhau, chồng mình cứ phải ở giữa làm người hòa giải, rồi có việc gì cũng chỉ có chồng mình mà chạy qua chạy lại. Mặc dù mình cũng thương mẹ đó, nhưng mà ví dụ như mẹ ốm là nên kêu chồng mình là đem chạy qua cho mẹ, chạy thì mình nấu, nhưng mà chồng mình phải đi qua. Rồi có những cái việc mà cần phải tiếp xúc mà mẹ có thì thương là mình không nói chuyện, mà chỉ có chồng mình nói chuyện. Mình mất 4 hay 5 năm gì đó mà là chuyên la về mẹ. Thì sau này thôi mình cũng còn ở bên này là mẹ không phản cho con bây giờ lắm, thương thôi, đỡ cũng nói thôi, giờ bỏ lại bỏ thì khó lắm. Bây giờ con mẹ nói với mẹ là bây giờ mẹ có bỏ con được không, chỉ mà mẹ không bỏ con được thì con thì bảo con gì đó, con không bỏ được. Mà bây giờ con ngủ ở đâu, kiểu như là có gia đình rồi thì mẹ để con cũng cho nên từ đó thì mẹ cũng nhân viên, mẹ cũng như kiểu là thì suy nghĩ mẹ cũng khoảng hơn một chút. Rồi lần gần đây nhất thì mẹ lên mẹ hỏi là có đứa nào ngoan ngoãn thì liền cho mẹ một đứa về ở dưới nhà với mẹ để cho một câu vàng. Thì mình cũng nói là bây giờ có vài đứa đó, nhưng mà có điều là mẹ có tặng được cho nó không? Thì mẹ có dọn vệ sinh cho nó được không? Mà nó đi ý ra mẹ có dọn được không? Thì mình biết tính mẹ rồi, cho nên là thôi, mẹ thích thì mẹ lên đây mẹ chơi với cháu mẹ của con. Con không thích thì thôi đi về, cho con bây giờ mẹ má nó về đây lời có chuyện chí nữa, mẹ con lại xảy ra mâu thuẫn này mệt mỏi. Thì bây giờ ba cũng lên, từ 2-3 ngày đến chưa lên. Rồi đến thì cùng một chợ một leo, rồi cùng chơi với con này con kia, rồi chơi với cháu này. Chúng ta thì mẹ cũng có tiếp tục thay đổi, thì cái này đó như thay đổi cho mình thì cũng gọi là được thôi. Em có nghe chị Ninh nói là khi mà mẹ chị nhờ khi mà mẹ chị muốn nhận nuôi mèo ấy, thì chị cũng có đưa ra một số yêu cầu đúng không ạ? Thế thì đối với những bạn và những cộng đồng mà muốn nhận nuôi mèo từ các trạm thì chị có những cái yêu cầu gì
đối với họ không ạ? Chị có thể nói ra cho các bạn biết được không ạ? Thì thật ra thì tất cả các cái trạm cứu hộ các cái tất cả nhân viên thì khi mà cho nhận nuôi chó mèo từ chủ mình đều luôn có một cái dây nhân gọi là phục vụ thì sẽ nói chuyện với người nhận nuôi, có thể là nói chuyện rất là lâu luôn đó. Có những trường hợp nên nó lùi này lại mọi thứ đều ok vậy thôi, nhưng mà chỉ có lẫn vẫn một cái vấn đề duy nhất đó là cái tối là cho nó phòng ngủ hay không, hay là tối là để cho nó đi đâu thì nhà có cửa ra, có cổng rào, có phòng, có phòng ngủ riêng, có này cũng có mọi thứ, tất cả các điều kiện đều ok rồi. Cảm thấy mình sắp tìm được nhà cho một đứa nào đó đó rất mừng lắm, nhưng mà sau đó chỉ có một câu nói thôi, lệnh cần một cái vấn đề gì đó không giải quyết được thì tên chấp nhận là mình ốm tiếp, chứ con không dám để cho nó về cái nhà một cái chủ mới mà mình chưa có thỏa mãn được những cái điều kiện đó, ví dụ như là nuôi kính này, kính sạc này, cho đi phòng khám thú y này, đi về nhé, đó những cái yêu cầu rất là cơ bản. Nhưng có những người người ta kiểu như cái suy nghĩ thực ra là do cái tư tưởng rất là nhiều chủ nuôi ở đấy thì họ đều có cái suy nghĩ là chó mèo thế mà không có quan trọng lắm, nên là tin chủ thì nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng rồi cái người đạt được những cái yêu cầu của mình thì rất là khó. Thì kể cả như mẹ của Linh đấy đó, mẹ đi nói là muốn nhận một đứa về nuôi nhưng cho tại vì những việc tình hôm nay không sẽ không có chăm sóc tốt được cho con chó con mèo đó. Thì tất cả các trạm hay các quarter đều bị cái tình trạng quá tải, hay là nói đại vui vui là ế đó, ế rất là nhiều. Thế ở Hà Nội Pet Adoption thì sao hả chị Quỳnh? Bên chị thì khi mà nhận nuôi thì sẽ phỏng vấn tất cả chị online hết để một người phỏng vấn, nhưng mà xong đấy là sẽ gửi vào một cái nhóm chat chung của nhóm để cùng duyệt với cả mọi người cùng góp ý xem là cái bạn chủ này có phù hợp, có đủ điều kiện để nhận nuôi cái bé đấy không. Và khi mà mọi người duyệt thông qua thì chủ nuôi bọn trước đây thì cái phí nhận nuôi bên chị là mọi người có thể đóng góp bao nhiêu cũng được, nhưng mà sau khi có nhiều trường hợp là mình yêu cầu tiêm phòng và triệt sản thì họ quên hoặc là họ không làm, nên là nhóm chị đã yêu cầu là mọi người phải trả cái số tiền tiêm phòng và triệt sản trước của cái bé đó, và bên chị sẽ gửi cho phòng khám thú y hoặc là hoàn lại cho chủ khi mà cái bé đó được tiêm phòng triệt sản, để đảm bảo rằng là mọi người có trách nhiệm hơn trong cái vấn đề đấy. Rồi bên chị cũng sẽ đặt, bên chị có làm một cái form online có cái mã QR để khi mà chủ nuôi hoặc là tình nguyện viên chăm sóc tạm thời đến nhận nuôi các bé thì sẽ quét cái mã đấy và điền thông tin cá nhân của họ vào. Sẽ có địa chỉ này, có link Facebook và số chứng minh thư và chữ ký của họ để xác nhận rằng là họ đồng ý với tất cả những cái yêu cầu mà nhóm đề ra. Thì những cái tiêu chí cơ bản là họ là tự chủ tài chính rồi này, với cả cam kết tiêm phòng triệt sản, đồng ý cái việc mà trả phí nhận nuôi, và cái phí đấy chính là cái phí mà tiêm phòng triệt sản bọn chị sẽ thu trước thôi. Bọn chị không đồng ý cho xin nhận nuôi hộ, tức là ai là người chịu trách nhiệm về cái bé chó mèo đấy thì sẽ liên hệ với nhóm để trực tiếp phỏng vấn, và khi mà họ không nuôi được nữa thì sẽ trả lại nhóm, chứ không được là đưa cho người khác đó. Thì nó cũng gọi là đảm bảo được một phần nào sau những cái thời gian mà mình làm cứu hộ một thời gian dài, và mình thấy là cái việc viết cam kết như thế thì nó đảm bảo hơn, khi mà có vấn đề gì xảy ra thì mình có cái để mà mình nói chuyện với họ. Kể cả khi mà chó mèo cứu ở ngoài đường cũng thế, có một số trường hợp là họ có thể là đấy không phải chó mèo của họ đâu, nhưng mà họ đấy là chó mèo của họ, nhưng mà họ nói dối mình là đấy là chó mèo họ cứu được, họ nhặt được. Mà khi mà mình chăm khỏe, chăm ổn hoặc là
mình mới giữ được khoảng 1-2 tuần thôi hoặc vài ngày thôi, họ đến họ đòi. Thì tất nhiên là mình không không muốn giao lại cho họ rồi, bởi vì mình thấy bản thân họ là một cái người chủ không có trách nhiệm. Thì bất kỳ một cái bé nào mà bên chị tiếp nhận thì bên chị cũng sẽ bắt cái người mà bàn giao mang cái bé chó mèo đấy đến phải ký một cái tờ cam kết bàn giao là sẽ không, là bàn giao cái bé chó mèo đấy cho nhóm và sẽ nhóm sẽ chịu trách nhiệm, người đấy sẽ không có quyền nhận lại hay là xin lại trừ khi là tham gia phỏng vấn và đủ điều kiện nhận nuôi. Thì mọi thứ nó có giấy tờ như thế thì nó sẽ đảm bảo hơn cho mình và các bé nữa. Có rất là nhiều bước khác nhau, rất là khắt khe. Thế vâng, thế còn chị Như thì sao ạ? Bên mình có giống với bên chị Quỳnh không ạ? Bên Như thì nói chung là bạn nào mà muốn nhận nuôi á thì đều như sẽ gửi một cái form gồm có là về thông tin của bạn đó, ví dụ như về họ tên và đã từng nuôi chó mèo hay chưa và gia đình của bạn ấy như thế nào. Và nếu như mà bạn ấy điền xong form rồi mà như cảm thấy là ok hết thì Như sẽ cho bạn ấy là qua trạm để gặp các bé. Rồi sau đó thì cũng trong lần đó Như sẽ phỏng vấn một số thứ nữa. Rồi sau đó là Như sẽ ghé qua nhà bạn đó để có thể biết thêm về gia đình cũng như là về các bạn đã từng chăm các bé với lại hoàn cảnh của nhà như thế nào. Thì nếu mà ổn hết thì Như sẽ đưa bé, bé mà bạn đã chọn đưa qua tận nơi. Và phí nhận nuôi bên Như là sẽ bao gồm là thông thường đó với những bé chó cỏ mà mẹ ta mình là sẽ là 1 triệu, là bao gồm chích ngừa 3 mũi và bên Như sẽ hỗ trợ phần triệt sản. Còn đối với một số bé chó mèo Tây thì bắt buộc là phải chi phí nhận cao hơn để mà các bạn không bán lại nơi khác. Và trong thời gian nhận nuôi thì 2 tuần đầu tiên Như sẽ không qua thăm, vì Như nghĩ là nếu mà Như qua thăm thì các bé sẽ rất là buồn và sẽ nghĩ là mình bị bỏ. Nên thường là tuần thứ 3 là Như sẽ qua thăm và theo dõi các bé nhiều hơn. Nếu như mà ca nào mà không ổn thì Như sẽ đóng về. Vì trước đó là Như cũng đã nói rõ là bạn chủ nuôi là nếu mà nuôi không tốt thì Như sẽ bắt buộc Như phải đóng về và hoàn trả tiền lại cho bạn đó. Và may mắn là tất cả các ca mà Như tìm chủ thì bé nào cũng ổn hết. Chỉ duy nhất có một ca là Như bắt buộc Như phải đóng về. Tại vì bạn đó khi mà nhận bé rồi lại nhắn là em muốn đổi một bé khác. Thì Như cảm thấy là bạn đó không thương tụi chó mèo. Thế là Như bắt buộc là Như phải tới tận nơi để đòi về cho bằng được. Thì chỉ có duy nhất một bé đó, một trường hợp đó là do Như không theo cái cảm tính của Như. Cứ nghĩ là bạn đó có thể là tốt nên thế là đã đưa cho nhận nuôi. Thì sau này Như đã rút kinh nghiệm nhiều hơn và sau khi phỏng vấn hết phải tìm hiểu nhiều hơn và theo cảm tính. Chỉ cần có một chút bất ổn là Như sẽ không cho nhận nuôi. Nên nhiều bạn có nói từng chửi là bên Như chảnh quá, khó chịu quá khi mà lựa chọn chủ quá kỹ. Nhưng mà Như nghĩ là một khi đó với những bé mà Như đã chăm từ lúc hấp hối, từ lúc bệnh tật cho tới lúc khỏe hơn và tung tăng hơn thì Như mong muốn là bé có một người chủ cho tới cuối đời của bé thôi. Vâng. Bên chị có cái việc chị đến tận nhà để xem người ta thế nào là đã chứng tỏ chị là một người rất là để tâm và đặt tâm huyết vào những bạn chó mèo mà chị đã từng cứu hộ rồi đấy ạ. Thế còn chị Nhung thì sao ạ? Cái quy trình để cho các bạn có thể nhận nuôi chó mèo từ bên mình thì như thế nào? Có giống với các chị khác không ạ? Chị thì lấy thông tin app. Sao rồi? Sao không nghe ta? Có em vẫn nghe thấy mà. Ví dụ như chị á, lấy thông tin các bạn, số điện thoại đồ này kia, nhưng mà phần đông là chỉ là mèo con thôi. Còn mèo lớn hay chó lớn là chị phải ví dụ như thông tin chị phải giao điều kiện chịu triệt sản thì chị mới cho. Phải đóng trước 50% phí triệt sản tại những con mèo con. Rồi chị hỗ trợ thêm cái khay cát. Nhiều bạn mới nuôi thì chị sẽ tặng cho mấy bạn nuôi, hỗ trợ cát hay thức ăn, vân vân. Thì nếu như mà lấn cấn giữa việc mà ví dụ như khi mình đề nghị triệt sản mà người ta nói là không, em nuôi, em muốn nhà em rộng lắm, thả vườn, tụi nó tự nhiên. Nó phải được
thoải mái tự nhiên chứ mắc mới gì phải triệt sản đi hay là một cái gì đó lấn cấn là chị không cho nữa. Có nhiều, thành ra là ví dụ như chỉ cần đề nghị thôi, còn có những người chị quá yên tâm, chị biết người ta quá rõ người ta như thế nào. Có những người mà chị biết rất rõ thì khi mà họ xin á thì mình càng mừng, mình càng hỗ trợ thêm thôi, chứ không có cần thiết phải đòi hỏi cái vấn đề là trả trước cho chị 50% phí triệt, tại những người thương lắm. Nhưng mà nhiều lúc cảm tính nữa, còn những cái con lớn á, ví dụ như chó lớn, chó trưởng thành rồi hay là mèo trưởng thành rồi, là chị bắt đưa tiền cho chị một cái số tiền là ví dụ như là 500-700 triệu. Bây giờ nếu mà em nuôi như vậy á, thì chị qua tới nơi chị coi như thế nào, chị sẽ giữ cái số tiền này ở đây, mà 2 tháng sau ví dụ như em cứ cập nhật Zalo hoặc Facebook cho chị cái tình trạng của bé, nếu mà em nuôi tốt thì ok, chị gửi tiền nó lại cho em. Cái các bạn ok ok liền, nhưng mà ví dụ như các bạn tình ngừng không chịu là mình cũng phải nghi ngờ là chị không được. Rồi ví dụ như có những bạn mà chị thấy nuôi một thời gian tốt mà bạn cũng không muốn lấy tiền lại, nhưng mà chị cũng vẫn phải trả, tại vì chị muốn là bạn đó, tại vì dù sao cũng nhà thuê, nhưng mà cái số tiền đó để bạn lo cho bé tốt hơn thì chị vẫn nhất định phải trả thôi, không có gì. Đó là cái cách của bên chị. Nhưng mà thấy mấy bạn càng ví dụ như càng khắt khe thì càng tốt cho các bé, nãy giờ giống như chị cũng suy nghĩ cái tình trạng đó. Nhưng mà ví dụ như khi mà chị xin cái số điện thoại của các bé đi, ngày kia chị thấy người ta tới, người ta mua đồ hay là xe hơi đi đón các bé hay là ngày kia, nhưng mà thấy mua đồ mấy lần là chị thấy ok yên tâm rồi. Vậy đó, mua đồ cho các bé thì chị vẫn gửi thêm cho các bé để các bé được ăn hay gì thôi. Nói chung là ok. Còn cái gia đình chị thì đương nhiên là từ đầu là phản đối rồi đó, tại vì nếu mà một trạm em thuê nhà nó khác, còn mình nuôi trong nhà nó khác, thì đương nhiên sẽ bị phản đối. Tại vì khi mà nhà mà quá nhiều thì nó người lớn người ta đâu có chịu. Nhưng mà mình phải thuyết phục từ từ, từ thôi. Nói chung là ai cũng gặp khó khăn, tại vì cái tình trạng shelter của Việt Nam là thường là chung với nhà. Thành ra nó hơi khó khăn. Cái chỗ đó thì dường như gia đình nào thì nhiều quá thì đôi lúc má chị cũng quạo lên. Tại vì ví dụ như từ đằng trước đằng sau trên ghép, làm thêm ghép để cho tụi nó, mà nó rần 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 tụi nó, nó đâu có biết điều. Thì mình phải chịu, mình hiểu. Nhưng mà người lớn lâu lâu có chuyện quạo một chút, nhưng mà má chị cũng không có đến nổi. Ví dụ má chị nói chứ, phạm vi nào bất kỳ trong nhà không được vô phòng tôi nghe chưa. Má chị mở cửa thì không đứa nào nó không đứng, kể cả con mèo hay con chó nó không đứng trước cửa phòng nó nhìn vô thôi, chứ nó cũng dám vô nữa. Rồi vậy thôi. Nói chung là nhà chị cũng may là má chị cũng dễ hơn gia đình má bạn. Vậy thôi à. À, vâng, thế là bên chúng ta đã biết được một số những cái quy định của các trạm cứu hộ về việc nhận nuôi chó mèo rồi. Thì nên là các bạn có thể xem mình có đủ điều kiện không và để đón một em về nuôi nhá. Thế thì giờ chúng ta sẽ đến một câu hỏi tiếp theo. Đây là ví dụ, em biết rằng là để vận hành một cái trạm cứu hộ của như bên mình ấy, là sẽ tốn một khoản chi phí rất là lớn hàng tháng. Thế là mình sẽ tạm không nói đến cái phần chi phí phức tạp đấy làm cái gì. Thì bây giờ em xin hỏi là bên mình có một ngoài cái vấn đề về chi phí ra thì còn gặp cái khó khăn nào nữa không ạ? Ngoài về chi phí ra. Em xin mời chị Quỳnh trước. Em nói lại được không? Chị hơi bị dốc, chị chưa nghe rõ lắm. À vâng, thì em đang hỏi đến câu hỏi về việc bên cạnh những cái khó khăn về mặt chi phí duy trì hàng tháng ra ấy, thì bên mình có gặp những cái khó khăn nào khác nữa không ạ? À, thì sẽ có khó khăn về cái việc thiếu tình nguyện viên, bởi vì là khi mình tuyển mình muốn ai đó gắn bó lâu dài thì thực ra là mọi người đi làm hoặc đi học chả ai có cái ngành nghề gì hay là sau này muốn trở thành giống như là một cái người chăm sóc dọn dẹp chó mèo cả. Mọi người đều có một cái công việc riêng và cái mức lương
Đây, về cái việc chăm sóc chó mèo này so với những cái mức lương khác mà các bạn đi học đi làm thì chắc là nó sẽ không cao bằng, nên là với cả cái môi trường làm việc nó tiếp xúc nhiều với chó mèo, đôi lúc các bạn là tiếp xúc nhiều với phân nước tiểu thì mùi nữa, rồi đôi khi thì bản thân các em muốn gắn bó lâu dài thì gia đình rồi có nhiều yếu tố khác làm cho các em không thể theo mình lâu được, và cái mức lương mình đôi khi mình trả nó cũng chưa tương xứng với cái những cái gì mà các em ý bỏ ra, nên là tình nguyện mà khi nó lại đòi hỏi cái tình yêu động vật với cả chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, bởi vì nếu mà chăm sóc không tốt thì sẽ dẫn đến lây nhiễm chéo, rồi là cách ly không tốt thì có thể là lây bệnh từ bé này sang bé kia thì nó rất là nguy hiểm. Nên là nói là cái công việc tình nguyện nhưng mà nó cũng đòi hỏi rất là nhiều thứ cái người mà tiếp xúc với chó mèo đấy, rồi là cái địa điểm thuê nhà, đôi khi chủ nhà họ không muốn cho mình thuê bởi vì thấy sao mà nuôi nhiều động vật quá sẽ ảnh hưởng đến hàng xóm, rồi họ sợ là cái ngôi nhà của họ sẽ bị ám mùi hay là có bệnh tật này kia, nên là thuê nhà ở trong cái khu vực nội thành thì rất là khó, nói chung là phải tìm rất là nhiều và phải nói chuyện với chủ nhà ngay từ đầu, nếu mà họ chấp nhận thì mình mới có thể ở lại được. Nhưng mà từ hồi chị làm nhóm đến giờ cứ gần như là một năm chuyển nhà một lần, thì chỉ có đợt dịch này thì cái nhà mới này là đã ở được đến năm thứ hai rồi. À, thêm một cái nữa là rồi là ở các phòng khám liên kết với bên mình nữa, có nhiều phòng khám rất là hiện đại, và nó mình cũng mong muốn là chó mèo của mình được khám chữa ở đấy, nhưng mà đôi khi là họ không biết mình là ai, hoặc là họ chưa có nhu cầu liên kết với các nhóm cứu hộ, thì mình phải trả một cái khoản tiền khá là lớn để mà được cấp cứu và chó mèo mình được chăm sóc ở đấy. Rất là cần những cái phòng khám mà họ cho mình một cái mức giảm giá hợp lý đối với nhóm cứu hộ, để mình vừa duy trì được nhà chung và vừa duy trì được cái ca cứu hộ mà để đảm bảo các bé được chăm sóc với cả chữa trị tốt nhất. Thì có mấy vấn đề như vậy, ngoài cái tiền chi phí hàng tháng mà mình cần. À, thế chị Ninh thì sao ạ? Bên mình có gặp những khó khăn tương tự không ạ? Em nghĩ là chắc là các trạm cứu hộ cũng sẽ gặp những cái khó khăn tương tự như nhau thôi đúng không ạ? Có khó khăn nào khác không ạ? Thì cũng là những cái trạm cứu hộ luôn gặp những cái khó khăn cũng kiểu người kiểu chỗ ở như trạm của Quynh hoặc là như của Như chẳng hạn, thì phải thuê nhà thì đó là một cái khó khăn khá là lớn, tại vì chủ nhà người ta có thể lấy nhà lại bất cứ lúc nào và mình sẵn sàng luôn luôn là cái tư thế là sẵn sàng bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng mà chỗ Ninh thì được đỡ là đây là bây giờ là nhà của Ninh rồi, là nhà riêng của Ninh rồi, và tụi Ninh là chủ trong ngôi nhà này, thế nên là Ninh được cái là chỗ ở ổn định và an toàn. Nhưng mà tụi Ninh cũng có gặp những cái khó khăn nhất định, ví dụ như ở đây là một cái vùng quê, chỗ Ninh ở là quê gần núi, từ đây ra qua Lào khoảng chừng 100 cây nữa thôi, chứ tới 100 cây là tới Lào rồi. Thì cái nhận thức của mọi người cũng không được cao, cho nên là kể cả cái giới trẻ thì người ta cũng nhìn nhận cái việc Ninh đang làm như là một cái việc khá hoang đường, thì họ cứ đồn thổi là Ninh có tài trợ từ nước ngoài này kia các kiểu, cho nên là họ cứ mặc định là Ninh sẽ khi mà Ninh có khó khăn về nhân lực, ví dụ như bây giờ cái thời điểm hiện tại thì chồng Ninh đang bị bệnh về cuộc sống, thì nếu mà ai đã từng bị bệnh về cuộc sống thì hiểu là không thể làm việc nào được, chồng Ninh bây giờ vẫn phải càng đáng những cái công việc hôm nay, ví dụ như cho chó mèo ăn này, cho chó mèo ăn mỗi lần xếp số, cho chó mèo ăn là một cái số 20 lít đó, thì mỗi lần xếp 2 số, mỗi bữa ăn là phải xếp 8 số như vậy.
rồi bạn sẽ tặng số như về riêng cho chó, con mèo nữa, con heo, con bò, con gà, nói chung là tất cả mọi việc cũng phải trả lại. Mình không thể nhờ được ai ở bên đấy bỏ tiền ra thuê, nhưng mà cũng rất là khó nữa, chứ không đừng nói là tình nguyện viên. Thì cái khó khăn lớn nhất của mình bây giờ là không có người tự. Thứ hai là cái nhận thức của mọi người ở đấy nó cũng khá là thấp so với cái việc phúc lợi động vật. Cho nên là người ta cứ thích thì người ta nuôi để nó nuôi đi chơi thế mất. Xong rồi có việc khi họ cũng nói là đưa lên đó đi, nó nhận hết đó, chó mèo thậm chí những cái chờ mua đồ ăn là con có người gọi lại hỏi là thầy bảo trên chỗ nín là có mua chó ghẻ hả, chó ghẻ chó bình ấy, người ta cứ mắc đi là cứ chó bình là nín sẽ hụt tê. Cho nên rất là họ khi mà nghe người ta hỏi về nín cũng không biết là nên cười hay là nên khóc. Rồi có những cái lúc là mình đành, ví dụ như đợt vừa rồi thì cả nhà mình bị Covid. Thì Ninh mặc dù đang bệnh, đang nằm ở trên giường nhưng mà vẫn phải dậy làm những cái công việc hàng ngày. Và Niếm thì cũng vậy, cũng sốt, cũng mệt nhưng mà vẫn phải dậy và làm những cái công việc đó, không thể nghỉ được. Mọi người bảo là Covid nó phải nghỉ ngơi này nó các kiểu, nhưng mà tôi Ninh chỉ sợ là bây giờ mình mà nằm xuống á, chó mèo không ai cho ăn, không ai dọn dẹp. Rồi thế này thì mọi việc sẽ đình trệ lại, không thể làm được, không thể nằm nghỉ được. Thế thôi. Ngoài ra thì chỗ Ninh còn có thêm một cái khó khăn nữa, đó là không có thú y. Mỗi lần mà chó mèo ốm bệnh thì phải bưng đi Đà Nẵng, phải thuê xe, thậm chí những cái lúc mà những cái mà gấp quá thì phải thuê xe đi Đà Nẵng cấp cứu. Hoặc là nếu mà bệnh mà không có thì có thể chờ được thì có thể gửi xe khách hôm sau. Nhưng mà đợt này là không có xe khách luôn, nên là cứ có cái nào đó mà nặng quá là phải thuê xe cho đi Đà Nẵng. Cái đó nó cũng cái lượng chi phí rất là nhiều, khó khăn rất là đương đầu, khó khăn rất là lớn đúng không ạ? Thế còn chị Như thì sao ạ? Thật ra thì cái vấn đề khó khăn là đầu tiên nhất của trạm luôn, đó là về nhân sự. Thật sự là sẽ rất là ít bạn có thể cùng làm với một thời gian dài. Cũng có một số bạn tình nguyện viên bên nước ngoài cũng như đã nhảy một trạm viên mà chỉ được 2 ngày là mấy bạn nó chạy chỉ vì là rửa chén thì rửa hơn 100 cái tô rồi, làm nhà, quét nhà, và nói chung là công việc này thì không thể nào mà bỏ được ngày nào hết, kể cả ngày lễ Tết. Thì hiện tại là Như may mắn có được là 4 bạn tình nguyện viên ruột là cùng làm với Như, và nhưng mà Như vẫn hỗ trợ các bạn đó có thể là nghỉ 1 hoặc 2 ngày trong tuần. Và cũng hỗ trợ luôn phần tiền lương cho các bạn đó để bạn nó có thể đủ chi phí lo cho gia đình nữa. Thì mặc dù vậy thì tới ngày tắm từ nhỏ vẫn là rất là khó khi mà không đủ bạn, nên thường là Như vẫn phải đăng bài lên để mà tìm, lâu lâu tìm được một bạn nào đó thì rất là mừng luôn. Còn cái vấn đề thứ hai thì có thể nói là về chi phí bác sĩ thú y, thì cứ một ca cúm trung bình như vậy là mọi bé cần phải chữa tầm khoảng từ 8 cho tới 10 triệu đối với một số bệnh nặng. Còn các ca nhẹ ví dụ như viêm da hoặc vô care thì Như có thể tự chữa, thì Như có thể lo được phần đó. Chỉ có điều là chi phí để mà lo cho các bé trong việc thú y thì rất là cao, nên Như là lo phần đó nhiều nhất. Ngoài ra thì dĩ nhiên là khi mà mình nuôi nhiều thì Như vẫn phải cẩn trọng hơn trong việc là chích ngừa cũng như sổ dung cho tụi nhỏ. Và cái phần chi phí đó là cũng được xem là cái phần mà nhức đầu nhất trong những cái mà Như lo. Thế còn chị Nhung thì sao ạ? Giống như mình khánh bạn cái vấn đề thú y là mình phải tìm nhà để mình tìm nơi đó, mình phải tìm xem là uy tín này. Có những nơi mà ví dụ như mình tìm được cái tay nghề bác sĩ giá cũng cao để mà hỗ trợ các bạn thì hơi khó, nhưng mà đúng là những cái nơi đó thì họ sẽ tìm hiểu là ví dụ như họ giỏi thì cái thuốc vô các bé thì nó sẽ có hại về sau hay không, họ sẽ giải thích rõ.
thì cái giá hơi cao, thành ra hơi khó. Ví dụ như chị ấy thì cũng được đi, nhưng mà cái sức mà để hỗ trợ cho các bạn khó khăn thì đúng là hơi khó. Nhưng mà ví dụ như những cái nơi mà không uy tín thì mình gặp cái khó khăn cái là ví dụ như là sốc thuốc hay mổ chết hay là cứ khuyên này kia an tử rồi này kia vấn đề vậy đó, thì khách hàng lại ví dụ như những người đó lại qua khóc và kể những cái tình cảnh oan khuất của các bé cũng chịu cũng hơi khó khăn. Thú y á, trong cái tình thú y á em, chứ còn không có gì. Chị thì không sao, thì chị đang thấy là mình Khánh Phạm nói đúng á, là về cái thú y, về cái chi phí, nếu mà chi phí mà được hỗ trợ từ thú y mà đúng cái thú y có tâm tốt một chút thì đúng là hơi cao so với mình, hơi khó đó. Nhưng mà chị đang thuyết phục bên chỗ Sài Gòn Đà Lạt bé đó thì hơi cao quá, nhưng mà họ giảm với cái mức giảm chị thấy vẫn cao, chịu không nổi. Ví dụ như là triệt sản một bé mèo cái, chị lên chị hỏi rồi thì giảm là còn 1.250.000, mèo đực là 500, thì đúng là cái giá mà như vậy thì mình không thể hỗ trợ, nó hơi khó. Chị nói là chị xin thêm là ví dụ như tìm hiểu lại, xin bác sĩ nghĩ lại đi, nói thế này thế kia thì để đang coi trả lời sao. Nhưng mà nếu mà những cái người mà không có tay nghề giá rẻ hay gì, lỡ may các bé bị gì mình vẫn lên hận, nhưng mà bác sĩ lâu nay chị kết hợp thì vẫn được đó, nhưng mà vừa đây thì cứ bị sốc thuốc bị chết cho bằng mổ, chị không hiểu nguyên nhân thì nó hơi, chị thấy nhiều khách khóc thì hơi sợ, nói vậy thôi à, nói chung là vậy cũng buồn chứ không có gì vậy. Thì em có thấy có hai câu hỏi rất là hay đã được gửi ở trong phần hộp chat đây, thì em xin gửi đến các chị nhá. Là câu hỏi đầu tiên là về việc gần đây là có khá nhiều những cái cá nhân dàn cảnh cứu hộ chó mèo con và kêu gọi sự ủng hộ về mặt tiền bạc ấy ạ, qua YouTube và qua những cái nền tảng mạng xã hội khác. Thì không biết là và nhiều khi là bị lừa bởi những cái hình ảnh, có nghĩa là nhiều khi cộng đồng bị lừa bởi những cái hình ảnh đó ấy ạ, thì không biết là điều này có ảnh hưởng gì tới những hoạt động cứu hộ của nhóm không ạ? Ví dụ như là bị mất niềm tin và giảm sự ủng hộ của từ cộng đồng ấy ạ. Em xin mời chị Quỳnh đầu tiên ạ. Nghĩ là giảm thì còn tùy thuộc vào cái người ủng hộ. Những cái nhóm cứu hộ đấy thôi, nhưng mà những cái người mà hiện tại chị thấy thực sự là những cái thời gian gần đây hoặc là từ những cái đợt trước dịch đã rộ lên những cái người mà kêu gọi chuộc chó chuộc mèo trong lò mổ ấy, đặc biệt là trong lò mổ, thì những cái các bạn, những cái mạnh thường quân ấy, là những cái người ủng hộ, thật ra thì có lẽ là họ phải là cái người tự tự tỉnh táo và phải biết được là như thế nào mới gọi là cứu hộ, còn như thế nào là đang dùng chó mèo để kêu gọi tiền và để chiếm đoạt cái số tiền đấy. Bởi vì nếu mà những người cứu hộ chân chính thì chị đã từng nói là họ sẽ không bao giờ đi đến lò mổ để kêu gọi chuộc hay cứu ở trong đấy cả, bởi vì nó sẽ chỉ làm giàu cho những cái người mà buôn bán chó mèo, tạo công ăn việc làm cho những người mà trộm cắp với cả làm thịt các bé thôi. Vì cái giá chuộc bao giờ cũng sẽ cao hơn cái giá giết mổ, và cái số, và thêm nữa là cái việc chuộc đấy thì nó không bao giờ hết cả, và nó cũng không phải là cứu. Bởi vì là nếu mà giống như là mình đang tiếp tay cho cái đường dây buôn bán đấy thôi, còn trong khi đó thì có rất nhiều bé mà đang bị bỏ rơi, đang lang thang, bị tai nạn ở ngoài đường cần cứu giúp, thì mình không thấy họ xuất hiện, hoặc là họ đôi khi họ xuất hiện nhưng mà họ cứu về xong, nhưng mà cái người mà đã ủng hộ sẽ cũng không biết được là cái em chó em mèo đấy được chăm sóc như thế nào và sống được bao lâu. Nếu mà xác định là cứu thì chắc thì phải chăm tốt và tìm chủ và nuôi dưỡng một thời gian dài, nếu không có chủ có thể là hàng, có thể hơn chục năm hoặc là mười mấy năm chẳng hạn. Còn đôi khi những cái người họ chỉ căn là cái ca cứu hộ này đang hot này, nhiều người quan tâm này, sẽ kêu gọi được nhiều tiền này, ca này bệnh nặng này,
họ sẽ lao đến họ cứu và họ livestream rồi họ xin tiền viện phí các thứ này kia. Nhưng sau đấy thì họ cũng chả thống kê được là viện phí của bé đấy là bao nhiêu tiền, và khi mang về thì có được tiêm phòng triệt sản và sau này có chết vì bệnh hay không thì cái những cái người mà đưa tiền họ cũng không rõ, họ cũng không biết. Thì họ cứ chỉ là thấy cái việc trước mắt là nếu mà không cứu thì sẽ bị thịt. Họ đánh vào những cái người mà kêu gọi giả đấy, họ đánh vào cái lòng thương của mọi người là nếu mà không cứu ngay bây giờ thì lát nữa là sẽ bị giết này kia. Nhưng mà những cái người cho tiền đấy thì bản thân họ như kiểu là họ không suy nghĩ kỹ càng, mà họ không phân biệt được đâu đang là cứu hộ thật và đâu đang là cứu hộ giả. Dù là mình có khuyên can rồi nhưng mà họ cứ bị những cái giọt nước mắt hay là những cái lời kêu gọi của những cái người đấy lừa. Thật ra thì cũng rất là khó xử, bởi vì đôi khi nếu mà một nhóm cứu hộ nào lên tiếng thì mình cũng không thể có bằng chứng cụ thể là sau khi cứu thì họ sẽ làm gì với những cái bé chó mèo hàng thịt đấy, hoặc là những cái bé mà họ cứu về họ sẽ chăm sóc như nào. Đôi khi là họ sẽ dồn vào một cái khu và họ chụp ảnh lên để xin tiền, thì mình chỉ biết được là như vậy thôi chứ mình không có một bằng chứng xác thực là họ đang lợi dụng lòng tin của mọi người hay là của xã hội. Thế này thì chắc là phải để cho những cái người ủng hộ họ khi mà họ tự nhận biết ra họ thấy có vấn đề và họ dừng lại. Còn mình lên tiếng thì chỉ được một phần nào thôi, cũng rất là khó. Còn chị Ninh thì sao, chị nghĩ thế nào ạ? Thì cái trường hợp mà lợi dụng chó mèo để mà kêu gọi tiền thì không phải là bây giờ mới rồ lên mà nó đã xuất hiện từ rất lâu rồi. Và Ninh mà từng là người đã chuyển ra những cái vấn nạn thôi. Nhưng mà như Quỳnh nói thì thật sự rất là khó. Tại vì khi mà những cái đối tượng đó sử dụng cái nhảy con chó mèo để kêu gọi thì thương là sẽ đánh vào cái lòng thương. Cái thông điệp được lặp đi lặp lại là không cứu nhân sẽ chết. Thì cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như mình đi cấp cứu người bệnh hoặc là chó mèo bệnh được coi là khẩn cấp, thì ở đây họ cũng dùng cái thông điệp đó như một cái dạng định mà tâm lý là bây giờ không cứu là sẽ chết. Thì người có lòng thương nhưng mà không tỉnh táo, họ nhìn thấy như vậy họ thương họ sẽ chuyển tiền. Cái này thật sự rất là khó để nói. Mình cần phải là một người tỉnh táo để mà phân biệt được đúng sai. Tại vì khi mà những cái trường hợp, ví dụ như những cái cá nhân họ thường xuyên tới lò mổ live stream rồi quay YouTube rồi kêu gọi liên tục, thì mình phải đặt ra cái câu hỏi. Ví dụ như có một trường hợp là một factor, là chúng là không thể gọi là factor được những người này. Cái trường hợp này thì những nhà tư đặt câu hỏi trực tiếp là bây giờ chị lên báo, chị nói với nhà báo là kiểu mỗi lần là bao nhiêu đó, nhưng mà bây giờ hiện tại cái số lượng ở trong trang chị giao ra được bao nhiêu, mà chính là rất là lớn, trong khi khái với nhà báo là kiểu hàng ngàn luôn đó. Còn cho mỗi lần là chim nói là được bao nhiêu con, bao nhiêu bé đó, so với cái số lượng thực tế mà lúc mà vì cộng đồng mạng phải giao ra cho một trạm khác đó, nó chính lịch không phải là 500 con lại là phải cả ngàn con. Thì những cái số phần của những cái bé khác đi về đâu không ai hỏi, thì cái này thực sự là phải dựa vào bản thân của mỗi người thôi, không thể dựa vào bây giờ xã hội nó nhau cứ phức tạp lắm. Mình không thể bắt một cái xã hội trống lên để mình sống được. Mình phải tỉnh táo, mình lựa chọn những cái thông tin đúng để mình theo. Còn như tụi Ninh thì như riêng bản thân Ninh thì mình không bao giờ ủng hộ cái việc đi ra quán thịt chó hay là lò mổ hay là những cái nơi đó bệnh là thuộc. Tại vì khi mà mình tới đó mình mua là mình nhận tham gia vào một cái mắt xích
của cái ngành công nghiệp đó. Giống như khi mà bạn ăn thịt thì bạn tham gia vào ngành công nghiệp thịt, mà thịt heo, thịt bò thế này, bạn là người câu và người ta chỉ là cái nguồn cung. Thì mình vô tình mình kích câu cho người ta. À, giống như hồi này Ninh có kể đó, Ninh tới quán thịt chó mà Ninh bắt buộc phải nói là Ninh mua về để thịt. Ninh không thể như một số người tới rồi cầm điện thoại quay đây này, à, mọi người chắc cái bạn này bây giờ này không chỉ nhìn nó sẽ chết. Bao giờ bạn tới mà nói như vậy á thì cũng đều phải mua một cái giá rất là cao, cao gấp 3 gấp 4 lần so với giá thị trường. Và đó là một cái, đó là một cái nguồn lợi nhuận khổng lồ luôn, chứ không phải là. Và tiền thì đi vào đâu? Đi vào túi tủ lò mổ. Nếu như mà những cái người đó, những cái cá nhân đó thực sự tới để cứu thì tiền sẽ đi vào túi của tủ lò mổ của trồn chó trồn mèo, không dùng để À, thêm một cái vấn đề nữa là chó mèo ở lò mổ, cái này là thực tế luôn, đa phần cứu về đều mang mầm bệnh ở trong người và thường là sẽ chết rất nhanh sau khi về. Chó mèo mà nhốt chúng ở trong một cái không gian, các bạn nếu mà ai đã từng tới lò mổ sẽ nhìn thấy nguyên một cái hầm vậy đó, rất là ẩm thấp, hầm nhốt chó không bao giờ để ở trên mặt đất, nguyên một cái hầm ở dưới và nó nhốt rất là nhiều chó mèo ở một cái môi trường ẩm thấp, chung quanh là cái nơi giết mổ rồi nấu rồi lóng rồi ăn uống thì sơ sai bẩn thỉu. Thì những cái bé chó mẹ mèo như vậy về nhà thường là sẽ mang sẵn mầm bệnh, mà nguy hiểm nhất là những chó thì có Cariparcon, những cái bệnh nó lấy rất là nhanh và gây chết rất là nhanh. Mèo thì có giảm ích câu hít, thì thường là tiền đó bỏ ra sẽ là vô ích, cho nên yêu cầu mọi người là cần phải tỉnh táo với tụi Ninh. Như tụi Ninh bây giờ có lên tiếng bao nhiêu, lên tiếng bây giờ Ninh chỉ là một hạt cát trong cái biển người này, dù như Ninh lên tiếng Ninh có thể có tiếng nào trong ở cái cộng đồng này, nhưng mà ở một cộng đồng khác cũng không làm được gì hết, thì không ai biết Ninh là ai và liệu Ninh nói có đúng không. Thì bây giờ cũng giống như cho cái tư thiện cho người vậy, giúp thì phải tỉnh táo vậy thôi. Vậy chị Như thì sao ạ? Chị Như sao? Chị có suy nghĩ gì ạ? Có ý kiến gì về việc này không ạ? À, thật ra thì trước đây khi mà Như tiếp nhận trạm cứu hộ Sài Gòn Time là khi mà mấy bọn bỏ đi rồi đó, thì Như từng theo một chị để có thể là chuộc một số bé chó mèo, chó lúc đó là chó ở trong lò mổ. Thì Như nghĩ là đối với một số trạm gọi là một số trạm chân chính đi, khi mà đã từng chuột một tới hai lần rồi sẽ rất là sợ và sẽ không chuột nữa. Như chị nên nói là tất cả các bé chó mèo ở trong lò mổ thì hầu hết sẽ có mầm bệnh. Và đợt đó Như đón tổng cộng là 40 mấy bé chó về trong một căn nhà thôi, xong rồi các bé lây bệnh cho nhau và đã làm chết mất hai bé mà Như rất là thương. Và đợt đó là Như cũng đã tốn rất nhiều chi phí để chữa bệnh care và vô của tụi nhỏ, chỉ vì bị các bé chó ở trong lò mổ lây qua. Đó là lần đầu. Lần thứ hai thì cũng vì nghĩ là được chị ấy hỗ trợ, chị ấy hứa là hỗ trợ 200 kg gạo trong một tháng. Và lúc đó thì Như đang khó khăn thì Như nghĩ là nếu mà có gạo cho tụi nhỏ thì cũng tốt. Và Như chấp nhận chuột, chấp nhận chuột cũng chị ấy, tức là chị ấy sẽ chuột và Như sẽ là người chăm. Đợt thứ hai hình như khoảng tầm 30-40 bé đó, và cũng là một đợt bệnh nữa. Và Như sợ nó già và Như không quyết định là không thể nào chuột, mặc dù rất là thương tụi nhỏ là mổ, nhưng mà Như nghĩ là nếu mà cứ liên tục chuột như vậy và các bé bệnh, các bé chết như vậy thì chỉ có thể là làm giàu cho lò mổ thôi. Thật sự là Như không có gom hết là những bạn mà chuột chó mèo là xấu. Vì thật sự là nếu như mà Như gặp trên đường một số bé bị chảy đi bán thịt thì Như cũng chọn cách chuột, vì thật sự Như rất là thương. Chỉ là Như không chọn cách là sẽ chuột trong lò mổ, vì Như nghĩ là chắc là phải để các bé đó hy sinh để cho những bé khác có thể là
được sống tốt hơn. Vì nếu chuột rồi thì các bè, các những cái người bán á, thì họ sẽ ngày càng giàu hơn và làm cho cái việc cung cầu sẽ ngày càng tăng cao nữa. Thì vì vậy mà Như quyết định là không chuột. Và Như mong là mọi người tỉnh táo hơn khi mà nhìn thấy một vài chuột chó, chuột mèo, cần suy nghĩ lại xem cái người mà chuột á, họ có khả năng chăm hay không. Vì thật sự để mà chuột từ 10 bé trở lên, 10 bé chó trở lên, hoặc là khoảng tầm 10 tới 20 bé mèo trở lên, thì bắt buộc là họ phải có một cái trạm foster tốt và họ phải luôn duy trì cái phần là triệt sản, chích ngừa và cũng như sổ dung nữa. Nhưng không đánh giá ai, chỉ có điều là phần lớn như thấy những người mà kêu gọi chuột từ trong lò mổ liên tục thì hầu hết đều là giả tạo và hầu hết đều là để mà kêu gọi và họ lấy tiền. Thì chỉ mong Mạnh Thường Quân suy nghĩ kỹ trước khi mà hỗ trợ cho tất cả các nơi thôi. Chị Nhung thì sao ạ? À? Chị hả? Thì cái ý của chị là ví dụ như khi mà mình bỏ tiền ra chuột các bé là giống như mình cũng là một phần tiếp tay cho nó bắt tiết hoặc là nó tăng cao. Ví dụ như những cái ca mà ví dụ như khi mà mình cũng không có thể nào mà kêu gọi là đừng chuột hay bất kỳ. Nhiều khi mà trên đường đi bạn thấy bạn đau lòng hay gì thì vẫn cứu, cũng nên cứu. Nhưng mà vấn đề là chị nghĩ tới một lúc nào đó mình nên, ví dụ như mình nói cái con đó của tôi bị mất, mình nhờ tới công an làm sao lấy bé ra mà không phải đưa tiền cho tụi nó. Tại vì cái vấn đề á, mình đưa tiền và mình cũng một phần làm cho nó cứ như vậy nó tiếp diễn. Thì chị thì muốn là ví dụ như giống như là cứu động vật hoang dã bất kỳ, giống như ai buôn bán động vật hoang dã thì mình báo để mà công an tới hay gì đó là thu hồi, chứ đừng có phải là chuột để đưa tiền cho bọn nó, không có tiếp tay cái đó. Ý chị đơn giản vậy thôi. Nhưng mà có nhiều bạn thì giống như vô tình trên đường đi thấy người ta vẫn cứu thì mình cũng làm cách nào đó để giúp các bé thôi. Chứ còn đúng là khó, tại vì nếu mà bất ngờ bây giờ bất ngờ cứu được 6 bé thôi, hay là chị nói chỉ cần 5-6 bé thôi là cả một vấn đề lớn với những cái shelter. Tại vì khi mà đưa vô nó phải có cái khu vực riêng hay là nó phải như thế nào, chứ không phải là kệ cứu đi, đem về cứ nhốt trong cái rọ vậy đi rồi từ từ, không được. Nhưng mà đó là nhiều lúc người ta thương quá, người ta khó khăn. Vì nói chung là có nhiều cách lắm, nhưng mà hạn chế cái vụ đưa tiền. Mình sao mình nhờ tới công an là báo chó mất của mình, hay là sau đó có cách nào không để mà đừng có tiếp tay vô những cái mà đưa tiền cho nó vậy thôi. Thì không chỉ chó mèo mà em thấy có rất là nhiều những cái loài động vật khác, kể cả động vật hoang dã cũng bị sử dụng để quay những cái video giải cứu giả, hoặc là để quay những cái video mà muốn khơi gợi cái lòng thương từ người xem ấy ạ. Thế nên là em cũng mong là những người xem, cộng đồng là chúng ta có thể tỉnh táo để mà phát hiện ra là những cái video đấy, và mình có thể làm những hành động rất là nhỏ thôi, ví dụ như là report cái video ấy, là không xem hoặc là không chia sẻ, kể cả với mục đích tốt thì mình cũng không nên chia sẻ về, tại vì kể cả như thế thì cũng đã đem lại lợi nhuận cho họ rồi ạ. Thì tốt nhất là mình không quan tâm nữa, thì họ sẽ không nhận được sự ủng hộ thì sẽ không làm nữa. Không chỉ riêng chó mèo mà kể cả những cái loài động vật hoang dã khác, hoặc là những cái loài động vật khác. Thì một ý thứ hai trong câu hỏi của bạn đưa ra đó là về việc các nhóm có kế hoạch sẽ hợp tác cùng nhau hay là tham gia vào các hiệp hội liên minh để giúp đỡ nhau hay là trao đổi nhằm tạo ra những cái ảnh hưởng lớn hơn không ạ? Ví dụ như ở Indo sáng nay em cũng có đọc được một cái tin là về việc có những cái thành phố chấp nhận là sẽ không ăn thịt chó mèo nữa đấy ạ. Hay là các nhóm có nhận được sự hỗ trợ gì hay là cản trở gì từ các cơ quan nhà nước, ví dụ như chi cục thú y, cơ quan quản lý môi trường hay là công an trong việc xử lý những cái tội phạm liên quan đến chó mèo không ạ? Và các chị có mong muốn nhận được cái hỗ trợ gì cơ quan nhà nước không ạ? Em xin mời chị Quỳnh đầu tiên nhé.
Thật ra thì mình lúc nào cũng mong muốn là nhận được sự hỗ trợ, đặc biệt là từ cơ quan nhà nước thì họ có tiếng nói, họ có quyền, và họ một khi mà họ đã ủng hộ mình thì mình sẽ biết được khi mà mình làm thì mình sẽ không sợ bị những cái người xung quanh họ gây khó dễ. Nhưng mà ở Việt Nam thì không có một cái luật nào để giống như là bảo vệ động vật hoang dã, chó mèo lại không có cái luật để mà bảo vệ, nên là mà đôi khi những cái người mà bạo hành chó mèo lại là những cái người làm cả ở trong bộ máy cán bộ nhà nước hoặc là một cái tổ chức nào đấy, họ có quyền cao hơn mình thì của mình cũng rất khó để mà giải quyết hay là giải cứu những cái bé chó mèo như thế. Còn nếu mà để xa hơn thì chắc là phải đợi khi nào mà Việt Nam mình có một cái luật nào đấy mà họ cấm giết mổ chó mèo hay là ăn thịt chó mèo, trước mắt ở thành phố thôi cũng được, thì chắc chắn là chưa cần ra một cái luật gì, bất kỳ một cái tổ chức nào họ ủng hộ hay là hỗ trợ nhóm, thì chỉ cần có cái quy định đấy thôi là nhóm đã được giúp đỡ rất là nhiều rồi, để mình có một cái tư cách được đường chính, mình có thể đối chất người ta, mình bảo là anh đang vi phạm pháp luật hoặc là anh bạo hành chó mèo như này là không đúng pháp luật, sẽ bị phạt hay là bị bắt. Thì nhưng hiện tại thì nó không có, nên là đôi khi các bé chó mèo bị làm sao đấy mà có chủ thì chủ yếu vẫn chỉ là các cộng đồng trong các group hội yêu chó mèo liên hệ với nhau để mà cùng tìm cách cứu thôi, chứ còn gần như là không nhận được sự hỗ trợ nào từ từ các bên thứ ba. Nếu mà về hỗ trợ thì chỉ có những là các nhóm yêu động vật, giữa các nhóm yêu động vật tự phát hoặc là một số nhóm như chính của Animal giờ cũng hỗ trợ nhóm của chị đã khoảng 2-3 lần gì đó qua nhóm để chia sẻ miễn phí cho các bé chó mèo bên chị, thì cái đấy nó giảm được rất là nhiều cái chi phí khi mà mình mang đến phòng khám. Và mình cũng, nếu mà cái việc đấy nó duy trì và nó được nhân rộng ra nữa thì các nhóm cứu hộ cũng sẽ đỡ được rất là một phần nào đấy cái chi phí bỏ ra để tiêm phòng tiêm sản cho các bé. Còn về những cái cơ quan khác thì thực sự là chưa nhận được, nhưng mà cũng rất mong muốn là trong tương lai thì sẽ nhận được một cái sự hỗ trợ nào đấy, hoặc là khi mà bây giờ nó vẫn còn là mới thôi, nhưng mà có thể là vài năm nữa chẳng hạn, hoặc là mấy chục năm sau khi mà mọi người thay đổi nhận thức nhiều hơn, hoặc là các cơ quan chính phủ quan tâm nhiều hơn, là mình sẽ nhận được cái sự hỗ trợ đấy. À, thế còn yêu động vật Quảng Bình của chị Linh thì sao ạ? Thực ra thì cái đấy mình nắm từ mình cũng là từng họp lại với nhau, các nhóm họp lại với nhau để nào đó cùng giúp đỡ. Thì đến bây giờ tôi nghĩ mình nghĩ đến nào, ví dụ như trường hợp đến có một cái nhận được tin báo có một căn cứu hộ nào đó ở xung quanh khu vực Đà Nẵng, thì mình sẽ báo cho các nhỏ ở các bạn ở Đà Nẵng là ở đó có một cái căn đó các bạn có thể giúp đỡ được không, hoặc là ở đâu Hà Nội chẳng hạn thì mình sẽ nhận cho Quỳnh. Thì tôi nghĩ là gì đấy là cố gắng hỗ trợ nhau trong cái sức có thể, trong cái khả năng của mình. Và thực ra thì cái cộng đồng, cái cộng đồng yêu động vật cho nó cũng chỉ là một cái cộng đồng nhỏ trong cái xã hội lớn, và cái sức ảnh hưởng của các nhóm hay là các cá nhân làm yêu động vật thì nó cũng chỉ được một cái phạm vi nhất định, cho nên là nếu mà có thể tạo ra một cái liên minh lớn hơn thì rất là tốt. Nhưng mà hiện tại thì tụi mình vẫn chỉ đang là những cái nhóm lớp nhỏ lẻ, và cái chuyến này thì chắc là phải chờ thêm một thời gian nữa để khi mà cái thứ nhất là cái nhận thức của mọi người nó về phúc lợi động vật nó cao hơn một chút thì cái sức ảnh hưởng cũng sẽ khác đi. Thứ hai là
cũng như các cái nhóm training đấy thì đều là từ xã và không có cái tư cách tập nhân, không có tư cách tập nhân, cho nên là khi mà ví dụ như đợt vừa rồi mình đưa bé kém và kém và con cậu, kém và cậu hai đứa hai đứa bị bệnh thì ra hồi phục cho anh cho chị kem đi ở cha anh nhận nuôi á, thì trên đường đi trong lính ba cái đấy lại xe bị lạc đường ở ngay Nghệ An, đấy lúc mà công an giữ lại và người ta không có tính là mình mang hai con chó bị bệnh từ Quảng Bình ra Vĩnh Phúc để mà chữa bệnh với cái số tiền bỏ ra rất là nhiều như vậy, người ta không có tính, người ta xóa xe rồi lật hết xe lên rồi tìm thì gọi là mình có mang hàng cổng đây kia con với cái máy có cả cái nhà cửa cho quá, thì ví dụ như mà trong cái trường hợp mà tự nhiên được hỗ trợ từ các cơ quan nhà nước thì những cái trường hợp đó nó chỉ cần gọi một cuộc điện thoại xác nhận từ cơ quan nhà nước thì trong những ngày anh phải sẽ có thể dễ dàng đi, nhưng mà đây là tốn mất 2 tiếng đúng không ạ, nhưng ngày cho cả cái kiểm tra này kia các kiểu bên đấy là bây giờ tự nhiên mình chưa được hỗ trợ nhiều, chỉ ví dụ như cá nhân mình ở đây thì sử dụng những cái mối quan hệ riêng của mình, những cái mối quan hệ cá nhân của mình ở đấy để tạo ra cái sức ảnh hưởng khi mà muốn làm một cái việc gì đó liên quan tới chó mèo hoặc là các cái loài động vật hoang dã. Ví dụ như chỗ mình gần rừng thì có rất là nhiều động vật hoang dã, người ta bắt bạn thường xuyên luôn á, và mình thì là một cái đứa rất là chăm chỉ đi report, chăm chỉ đi báo cả cái cơ quan kiểm lâm rồi, nhưng mà kiểm lâm cũng chỉ bảo là bây giờ thì anh không thể được thế, nên là cũng muốn chỉ thì chơi đó, nhưng mà chơi thì bây giờ ví dụ như bạn thứ bảy chủ nhật cơ quan nhà nước không làm việc, mình không kiểu thì nó sẽ chết, thì mình bây giờ lúc đó mình sẽ phải có cái lựa chọn là bỏ tiền nó mua lại rồi thả nó về tự nhiên, hoặc là đưa vào một cái trung tâm bảo tồn, hoặc là để cho nó chết. Chờ đến thứ hai thì cũng chưa chắc cơ quan chức năng người ta đã giải quyết cho mình triệt để. Thế nên đa số những cái chủ hộ mà đóng với thang giả thì mình đều là bỏ tiền ra chuộc về, mình biết đó là sai nhưng mà vẫn chăm chỉ đi support, vẫn chăm chỉ đi bảo các cơ quan chức năng, vẫn chăm chỉ làm những cái việc nên làm, nhưng mà cuối cùng vẫn phải bỏ tiền nó để mua lại cái đã, bảo toàn tính mạng cho nó trước đó. Thì mong muốn, mình cũng mong muốn như Quỳnh vậy đó, thì nếu mà được các cơ quan chức năng mà có một cái bộ luật riêng chẳng hạn cho chó mèo nó không có trong nhà, hay là hỗ trợ các cái nhóm cái tuổi mình như vậy á, thì là rất nói như Quỳnh, như người ta có quyền thì mọi việc nó sẽ dễ dàng hơn, mà hiện tại thì tuổi mình cũng đang gặp khó khăn với những cái chuyện này, không có ai hỗ trợ. Thế yêu động vật Đà Lạt của chị Nhung thì sao? Chị đã được nhận được sự hỗ trợ của nhà nước chưa ạ? Về cứu động vật hoang dã thì đúng là chị từng có những cái ví dụ như chị thấy nhà hàng xóm làm thịt ra là làm thịt con nấu cao tay khỉ, thì nhưng mà ví dụ như khi thấy rồi thì chị cũng hỏi là lấy từ đâu, thì nói là vườn Cát Tiên, mua từ vườn Cát Tiên, nhưng mà chị báo thì cũng không kịp, thì bữa đó là chiều tối rồi thì không ai nghe máy. Nhưng mà có những cái mà chị cũng ví dụ như người ta bán khỉ để nấu gì đó thì chị cũng báo được, cũng nhờ được sự hỗ trợ của bên Kiểm Lâm, rồi họ cũng tới giúp sức liền, cứu liền, rồi cũng cùng mình đi vô thẳng rừng để thả bé về lại thiên nhiên. Nói chung là chị cũng được sự giúp đỡ của cơ quan chức năng rồi. Nhưng mà đúng là chị cũng nghĩ là nên kêu gọi. Chứ còn cứu thì có những cái trường hợp mà bất đắc dĩ khả kháng thì buộc mình vẫn phải chi tiền.
còn cái cách nào đó để mình suy nghĩ, cố gắng một chút để đừng hạn chế đưa tiền cho cái bọn đó, hoặc là nó như thế nào đó để đừng có tiếp tay để thôi, chứ còn nhiều lúc nó vô cái tình thế mà bắt buộc thì cũng phải cứu thôi. Chứ có những cái thì chị nghĩ là đúng là nhiều lúc như trong cái tình huống nào nữa, chứ mình không có áp đặt hết được. Vậy thôi em. Thế còn chị Nhung thì chị Như thì sao ạ? Như cũng được rất là nhiều, có lẽ là như may mắn thì cũng được một số anh công an cũng hỗ trợ, chẳng hạn như hồi nãy nay như có kể về việc là trong đợt giãn cách toàn thành phố thì như không thấy đi đâu hết, cũng không cứu được bé nào hết, nhưng mà đợt đó thì bé An cũng là do anh công an cứu và đưa qua tận trạm, và một số anh công an ở các khu vực khác, ví dụ như là các ca cứu như cần nhờ tới thì như đăng bài thì có một số anh công an cũng giờ để anh tạm giữ cho, rồi anh sẽ đưa qua trạm nếu mà có thể, tức là thì những anh đó có thể là đi qua đi lại ở các quận khác nhau. Nhưng mà còn cái việc là hỗ trợ trong việc là chăm sóc hay là một số ca mà như cần thiết thì chắc chắn là nhà nước các bạn, các anh cũng không thể nào hỗ trợ được nhiều hơn, vì ở Việt Nam mình chưa có luật nào để mà có thể là hỗ trợ những việc đó. Và đặc biệt là một số ca mà như thấy là có nhiều bạn có hỏi như là em thấy kế bên nhà em bé chó bé mèo bị bạo hành như vậy, rồi em có thể nào là báo lên cơ quan chức năng để nhờ họ hay không, thì như từng nói là em cứ báo đi, nhưng mà như nghĩ là chắc chắn là không thể hỗ trợ, vì các bé cũng là một phần tài sản của người đó, thì khó mà có thể gọi là xử phạt những người chủ vô nhân tính đó nữa. Và như chỉ mong là ở Việt Nam mình thì sẽ được một như một số nước khác, tức là sẽ có luật về việc chăm sóc các bé, về việc làm bạo hành đánh đập các bé là sao sẽ bị xử tội như thế nào, và cả việc là có thể hỗ trợ các trạm cứu hộ trong việc trong một số ca cứu, cũng như là tạo điều kiện nhiều hơn để mà các trạm cứu hộ có thể hỗ trợ cho các bé chó mèo khác. Em nghĩ là nếu như mà chúng ta có thể thành lập được những cái liên minh về chó mèo thì mình cũng hoàn toàn mình cũng có thể lên tiếng, cùng nhau lên tiếng thì sẽ cùng nhau lên tiếng thì sẽ có thể như là giống như Hội An sẽ có những cái thành phố mà không ăn thịt chó mèo, thì em nghĩ là cùng nhau thì chúng ta cũng có thể thực hiện được những cái điều đấy. Và những cái và em thấy những cái trạm cứu hộ như của các anh chị, của các chị thì rất là có cái sức ảnh hưởng trong cộng đồng ấy ạ, thì mình cũng hoàn toàn có thể lên tiếng để mọi người có ý thức hơn về những cái vấn đề liên quan đến cứu hộ cũng như những cái vấn đề liên quan đến chó mèo. Và có một câu hỏi nữa từ bạn Quỳnh Hương hỏi từ lúc đầu giờ, thì đã bao giờ các chị đã mệt mỏi muốn bỏ cuộc, không làm việc, không làm nữa nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng, và động lực nào đã khiến cho các chị tiếp tục cứu hộ các bé đến bây giờ ạ? Em xin mời chị Quỳnh đầu tiên nhé. Thật ra thì đối với cá nhân làm cái việc này thì chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ từ bỏ cả, bởi vì là lúc nào cũng có những cái bé chó mèo cần mình đến cứu thì mình sẽ làm đến khi nào mà mình không thể làm được nữa. Còn mình thì hoặc là bởi vì cái khó khăn tác động bên ngoài mà mình không thể cứu được thôi, chứ hoặc là mình không thể tiếp tục làm khi mà sức khỏe của mình không đảm bảo. Còn trong suy nghĩ của mình thì lúc nào mình cũng nghĩ là mình sẽ làm và mình sẽ tiếp tục đến khi nào mà mình không thể làm được nữa. Mà với cả mình thấy một điều, khi mà mình không còn sức để mình làm nữa thì không biết là cái thế hệ tiếp sau mình nó sẽ như thế nào. Bởi vì thật ra thì cái công việc này đối với tình nguyện viên đã khó tìm rồi, bây giờ tìm một cái người mà thay mình để gánh vác tất cả mà mình đã và đang làm thì nó cũng như là đưa cho người ta vừa là cái gánh nặng và cái áp lực nữa. Thì không biết là trong tương lai thì khi mà mình không thể làm thì ai sẽ có đủ cái như kiểu là
cái hướng nhìn chung với mình. À, vậy thì nó cũng tương đối là nó cũng có tiếng nói từ em. Em thấy hình như mạng bên chị hơi bị không ổn định, thế nên là cũng em cũng không nghe rõ câu trả lời của chị vừa rồi lắm. Mạng của chị bị kém không? Vâng. Thế còn chị Ninh thì sao ạ? Động lực nào đã khiến chị tiếp tục công việc hiện tại? Nhiều lúc thì mệt mỏi. Nghe. Chưa bao giờ nên có cái suy nghĩ mà tự bỏ cuộc nào cả. Tại vì khi mà Ninh bắt đầu phải công việc này thì mình chỉ có một suy nghĩ duy nhất là tụi nó không còn ai để nhớ cửa. Mình lúc mà đưa tụi nó về mình gọi là có, mình chính là về tụi nó cũng như ba đứa con mình đẻ ra. Đứa nào cũng thương hết. Bây giờ mình mà dừng lại thì ai sẽ là người tiếp tục? Liệu cái người tiếp theo ví dụ như có cái người mà thay thế mình được thì người ta phải thương tụi nó như mình hay không? Nhiều lúc mỏi lắm, nhiều lúc cũng thì muốn là chúng là cũng có lúc là ngồi than thở, không phải là than thở mà hai vợ chồng ngồi là chuyện với nhau. Thì cũng có lúc mình hỏi chồng là chồng có ấn hình chí mà đồng ý cho vợ việc than những cái công việc hay thôi. Thì chồng nên chỉ nói một câu là bây giờ không có nói ấn hình hay không được, mà chỉ gọi là cố gắng hết sức, cứ làm đi thôi, tới đâu hay tới đó. Thì bây giờ mình không nói tới tương lai, thì bây giờ mình cũng chỉ như vậy thôi, tự làm hết sức mình. Còn có thể hôm nay mình làm nhưng mà ngày mai có cái việc gì đó bắt buộc mình phải dừng để chừng thì cả đời mình không thể mà nói trước được. Nhưng mà bây giờ cứ làm, không phải ý định từ bỏ. Vâng, thế chị Như thì sao ạ? Thật sự là trước giờ là Như có khoảng 3 lần muốn bỏ. Lần đầu tiên là vì khi chuột xong thì một số bé lây bệnh cho những bé còn lại và đã làm chết hai bé mà Như thương nhất. Lần thứ hai là đợt mà Như chuyển về hóc môn và tụi nhỏ bị bật vô hết cả bài vì một phần là chuyển đi xa với lại các bé cũng bị stress. Và đợt đó là Như đã phải sử dụng toàn bộ tiền để mà chuẩn bị cho đám cưới của mình, lo cho tụi nhỏ luôn và phải hủy đám cưới. Trong khi đó chỉ còn cách khoảng tầm 1-2 tuần là đám cưới rồi. Lần thứ ba là cái lúc mà dọn trạm từ Hóc Môn lên Bình Chánh lại, vì lúc đó chỉ còn có hai vợ chồng làm thôi thì tuổi lắm, tuổi thân cực kỳ, giống như là tự nhiên mình lo công cho tụi nhỏ rồi mình bị mất hết bạn bè, cũng không có ai phụ mình hết. Nhưng mà may mắn là cả ba lần đều có cái gọi là động lực to lớn từ chồng của Như. Ảnh cũng la rất là nhiều và kêu như là phải mạnh mẽ hơn. Thì coi như tới giờ là đã được 6 năm rồi thì còn không có ý định bỏ nữa, vì thực sự số lượng quá lớn. Nếu như mà bỏ thì chắc chắn sẽ không ai dám nhận tụi nhỏ. Và cái động lực mà Như có thể tiếp tục cho tới giờ đó là được nhìn thấy tụi nhỏ từ một đứa trẻ đang bị bệnh rất là nặng. Có những đứa là hấp hối luôn, có những đứa là chỉ gục đầu xuống thôi. Sau khi được chữa trị một thời gian thì các bé lại tung tăng bay nhảy và quậy phá nhiều hơn. Thì Như cảm thấy cái đó là động lực lớn nhất để mà Như có thể tiếp tục lo cho tụi Như tới giờ. Chị Nhung thì sao ạ? Chị á hả? Vâng. Chị thì chưa bao giờ từ bỏ, mà chị nghĩ tới một ngày nào đó thì cái khi mà chị bị một cái gì đó, bị dừng công việc hay là sao, thì chị sẽ nghĩ tới là vấn đề là
những cái gì chị đang có thì nó phải được vô cho tụi nhỏ, kể cả chia ra cho các động vật hoang dã thì sẽ vô đâu, rồi những bé chó mèo này kia thì chị sẽ nghĩ cách tìm cách tiếp nối tiếp. Chị sẽ nghĩ tới cái pet shop, chia ra cho các nếu mà có bị gì đó thì nó cũng phải là lợi nhuận chia ra cho các bé, các nơi hay nó như thế nào, hay nơi chị những cái đứa chăm được hay gì đó. Chứ chị không có nghĩ là chị chưa có nghĩ tới cái chuyện từ bỏ. Nói chung là tụi nó, nhiều lúc chị nhìn tụi nó chị buồn lắm luôn á. Chị không nghĩ tới, nói chung là chưa. Chị chỉ nghĩ tới là khi nào đó mà chị bị bệnh nặng, giống như hồi bữa chị bị gây cuộc sống, thì chị nằm một chỗ thì chị nghĩ là sau này nếu mà chị nặng quá thì nó sẽ như thế nào, tụi nhỏ nó sẽ ra sao, thì ai sẽ là người tiếp nối để lo cho tụi nhỏ. Thì cái số tiền hay là cái best shop hay là những cái gì mình có thì nó phải được vô như thế nào cho các động vật, kể cả động vật hoang dã vậy thôi, chứ chị chưa, chị chỉ nghĩ vậy thôi chứ chị chưa nghĩ tới dừng lại vậy thôi à. Vâng, thì như chị Quỳnh có nhắc đến vừa rồi ạ, thì em thấy rằng là hiện nay cái việc giáo dục nâng cao nhận thức, như là những cái chương trình giáo dục của những cái tổ chức phi chính phủ, ví dụ như là tổ chức động vật châu Á, thì bọn em cũng rất là đặt nặng vào cái vấn đề thực hiện những cái chương trình giáo dục, ví dụ như là những cái buổi chia sẻ của bọn em ạ. Thì bọn em hiện nay cũng đã rất là có rất là nhiều những cái chương trình giáo dục, hoặc là những cái bài chia sẻ kiến thức để nâng cao cái nhận thức của cộng đồng về cái việc bảo vệ cả động vật hoang dã lẫn thú cưng như chó mèo. Thế nên là em nghĩ rằng là trong tương lai thì không chỉ có các chị ở đây đâu, mà sẽ có rất là nhiều những cái bạn trẻ khác nữa cũng sẽ cũng có, sẽ có ý thức hơn và có nhận thức hơn, và sẽ càng ngày sẽ càng có nhiều những cái đạo luật trong tương lai, nếu như chúng ta có thể cùng nhau lên tiếng hoặc cùng nhau có những cái phản hồi đến các cơ quan nhà nước. Em nghĩ rằng là trong tương lai chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng hơn đấy ạ. Và đấy sẽ là câu hỏi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Thì em rất cảm ơn các chị vì đã nhận lời 2 tiếng rồi ạ. Em rất cảm ơn các chị vì đã nhận lời tham dự buổi nói chuyện của bọn em, cũng như cảm ơn các bạn vì đã dành một buổi chiều thứ bảy, một chiều cuối tuần để lắng nghe bọn mình. Thì những cái buổi chia sẻ tiếp theo thì bọn mình cũng sẽ tiếp tục cập nhật lên trên fanpage để các bạn có thể theo dõi. Thì mong là sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn. Thì không biết là cuối buổi thì các chị có muốn nói gì với các bạn không ạ? Các chị có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn không ạ? Em xin mời chị Quỳnh đầu tiên. Nhắn nhủ với các bạn mà quan tâm tới động vật, với chó mèo, thì mình nghĩ là khi mà các bạn thấy một bé chó bé mèo nào mà bị tai nạn, bị thương, cần cứu giúp ở ngoài đường, thì các bạn cố gắng, bản thân các bạn sẽ là người đầu tiên có thể cứu được các bé, và người cứu ngay lúc đó. Thì nếu mà các bạn có thể thì hãy cứu bé ngay lập tức. Và bây giờ thì mạng xã hội nó cũng rất là nhiều, các bạn có thể đăng tin lên tìm chủ để tìm chủ, hoặc là trừ khi bị tai nạn quá nặng mà bạn không đủ chi phí thì có thể liên hệ với các nhóm cứu hộ. Những người thế thì sẽ giảm bớt cho những cái nhóm cứu hộ, bởi vì là thường là một nhóm cứu hộ chỉ có rất nhiều bé. Nếu mà các bạn mà chủ động và cứu các bé mà không cần nhờ đến cứu hộ thì ai cũng làm như vậy, thì nó sẽ bớt được một phần gánh nặng cho nhóm, trừ khi là những cái ca cứu hộ thương tâm này, hoặc là mọi bạn là bất khả kháng thì có thể liên hệ với nhóm cứu hộ. Mình hy vọng là sau này với cả các em được dạy dỗ thì sẽ được như Hàn Quốc chẳng hạn. Mình thấy là ở bên đó đã có nhỏ, mình hy vọng là một ngày nào đấy đất nước của mình cũng sẽ được
như là bên đấy, nó sẽ dần dần như vậy. Mình hy vọng là trong nhiều năm tới sẽ có nhiều thay đổi tích cực hơn. Em mời chị Ninh ạ. Thì ngoài những cái điều Quyên thưa mời chia sẻ thì mình cũng mong muốn nói như Quyên ở vị sau cùng là cái thế hệ tiếp theo. Mình mong muốn là cái thế hệ tiếp theo sẽ được lan tỏa cái tình yêu mà bố mẹ hoặc là anh chị hoặc là di cầu chúng là người nhà người đỡ ở trong nhà thì mình có thể cho các cháu hiểu được cái cách chăm sóc động vật, yêu thương động vật. Thì khi mà con người ta biết chăm sóc cho một cái cá thể nhỏ hơn, yếu hơn thì cũng sẽ trở thành một người tử tế, chỉ cần trở thành một người tử tế là đủ. Thì các cháu luôn là cái nhân tố của xã hội mà mình thế mình đi chơi coi như là sẽ nhạt đi, bỏ đi, cố gắng làm cái lề cho các cháu để đặt một cái nền móng vững chắc hơn. Hy vọng là tương lai thì thế các cháu làm sẽ được sống ở trong cái xã hội làm mọi người tôn trọng các quyền sống của các loài động vật, tôn trọng cái tự nhiên, tôn trọng trái đất hơn. Chị Như thì sao ạ? Mình chỉ muốn nhắn là mọi người một khi nào anh đã nhận nuôi bất cứ bé nào thì nên có một cái trách nhiệm đối với bé đó. Không phải là tới lúc mà mình bận hoặc là tới lúc mình chuyển đi đâu đó hoặc là tới lúc mà mình chán rồi lại bỏ. Thì sự như rất là ghét việc đó. Và mong là khi mà trước khi nhận nuôi thì mọi người phải hiểu rằng là cuộc sống của các bé chó mèo là từ 15 cho tới 20 năm. Thì làm sao có thể được bảo vệ được các bé trong thời gian đó thì hãy nuôi. Còn không thì đừng nên nuôi. Thì em mời chị Nhung cuối cùng ạ. Chị thì nói chung là tham gia rồi thì chị sẽ... chị không biết sao chị khuyên mọi người, vì tôi lúc cũng gặp khó khăn về xóm, về gia đình, về này kia thì nên cũng đừng có khoảng nữa, cố gắng đi, cũng mỗi người một tay á mà, mình đôi khi nhiều quá thì mình bị bất lực khi quá nhiều thì mình hạn chế nhận lại rồi mình tìm nhà, cố gắng đi chứ đừng. Đôi lúc thì gặp chuyện thì ai cũng nản chứ đâu phải là thần thánh gì, nhưng mà tụi nó chỉ dựa vô mình thôi chứ đâu còn ai nữa đâu. Thôi mỗi người một tay, đừng nản nữa nha. Vậy thôi nha. Đến nhiều lúc á chỗ bị đau lưng rồi cũng lết rồi cũng phải chăm, cũng không có dừng lại được đâu. Nói chung là mấy bạn nản chút vậy thôi chứ cũng không dừng, muốn buông bỏ khó lắm, không buông bỏ được đâu, lại dính vô từ nhỏ không có buông được, không có cách nào hết trơn á. Bây giờ đố đứa nào ở trong nhóm này mà buông được chị coi thử có thưởng đó nghe. Vậy thì cảm ơn các chị vì đã nhận lời tham dự và đã dành cả buổi chiều để nói chuyện. Cảm ơn các bạn vì đã tham dự buổi nói chuyện của buổi chiều ngày hôm nay. Thì mong là tất cả chúng ta đều sẽ có nhận thức hơn về việc cứu hộ chó mèo và sẽ một phần nào đó trong tương lai thì có thể cùng các trạm cứu hộ có thể chung tay giúp đỡ trạm cứu hộ để các bạn có thể, để các chị có thể cứu giúp được nhiều bé hơn. Cảm ơn các bạn vì đã tham dự. Thì em xin phép kết thúc buổi chia sẻ ngày hôm nay tại đây nhé. Chào các chị. Rồi. Bye. Chào mọi người. Bye đó nha.